Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 169. Sau khi tiến vào vực sâu thời không, tên cao thủ kia lập tức rơi xuống với tốc độ vô cùng khủng bố, mà trong quá trình rơi xuống, cơ thể hắn cũng dần dần bị chôn vùi. Nhìn thấy cảnh này, những cao thủ thần bí cách đó không xa đều thay đổi sắc mặt, dồn dập lùi về phía sau. Không người nào dám đến cứu. Cũng không cách nào cứu được. Nếu muốn cứu đối phương, nhất định phải tiến vào vực sâu thời không kia, nhưng bọn họ nào dám tiến vào vực sâu thời không kia. Bởi vậy, cao thủ rơi vào vực sâu thời không dần dần bị chôn vùi trong tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, thì ra các ngươi sợ vực sâu thời không như vậy. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt bốn tên cao thủ thập tam đoạn còn lại đều thay đổi, không chút do dự, bọn họ dứt khoát rời khỏi thời không tầng 5. Vốn dĩ nơi này là ưu thế của bọn họ, nhưng giờ phút này bọn họ phát hiện ra, nơi này đã trở thành ưu thế của Diệp Huyên. Diệp Huyên không chỉ có thể bỏ qua áp lực thời không, còn có thể bỏ qua vực sâu thời không, thế này thì đánh thế nào nữa? Nơi xa, áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này, trong lòng ông ta rung động đến tột đỉnh. Ông ta không ngờ Diệp Huyên không chỉ có thể tiến vào thời không tầng 5, mà còn có thể miễn dịch áp lực thời không. Ông ta phát hiện, không có thời không áp chế, khi đối mặt với Diệp Huyên, bọn họ không có chút ưu thế nào. Nghĩ đến đây, áo bào trắng đã hơi nản lòng. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên nơi xa đột nhiên biến mất, đồng tử áo bào đen bỗng nhiên co rụt lại, ngăn hắn lại. Vừa dứt lời, ba tên cao thủ thập tam đoạn bên cạnh ông ta xông thẳng về phía Diệp Huyên, mà bản thân ông ta thì quay người biến mất ở tận cùng tinh không xa xăm. Còn những cao thủ thập nhị đoạn kia cũng thi nhau rút lui. Bây giờ bọn họ đã không tạo được xíu siêu uy hiếp nào cho Diệp Huyên. Nơi xa, một mình Diệp Huyên đánh với ba tên cao thủ thập tam đoạn. Ầm ầm. Diệp Huyên bị nắm đấm của một tên cao thủ đánh lui, mà khi hắn vừa dừng lại, một tàn ảnh lập tức lướt đến, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố ập đến trước mặt hắn. Diệp Huyên dậm mạnh chân phải, trong chớp mắt một vùng kiếm quang bao phủ lấy hắn. Phương Thốn kiếm vực. Ầm ầm. Vùng kiếm quang này vừa xuất hiện đã vỡ vụn, nhưng mà, cao thủ thập tam đoạn kia cũng bị đẩy lui ra ngoài mấy ngàn trượng, mà lúc này, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên vỡ ra, một quyền ấn rơi xuống. Cơ thể Diệp Huyên đột nhiên trở nên mờ ảo, ngay sau đó, cả người hắn đã tiến vào thời không tầng 5, quyền ấn kia thì im hơi lặng tiếng biến mất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ba cao thủ thập tam đoạn lập tức trở nên khó coi. Một khi Diệp Huyên tiến vào thời không tầng 5, bọn họ liền không có cách nào. Bởi vì bọn họ căn bản không dám tiến vào thời không tầng 5, nếu như tiến vào thời không tầng 5, vậy có lẽ bọn họ sẽ bị Diệp Huyên đánh vào vực sâu thời không. Một khi bị đánh vào vực sâu thời không, đó chính là chết không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là, Diệp Huyên không sợ vực sâu thời không. Ba cao thủ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không ra tay nữa mà quay người biến mất ở tận cùng tinh không xa xăm. Đánh tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ đã không làm gì được Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng tinh không, một lát sau, hắn quay người rời đi, thoáng chốc, hắn đã tới Thiên Phủ. Thiên Phủ nằm ở thiên giới, là một trong ba thế lực lớn của vũ trụ thiên linh, thực lực tất nhiên không thể nghi ngờ. Diệp Huyên vừa tới Thiên Phủ, phủ chủ Thiên Phủ là Mục Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy Diệp Huyên còn sống, sắc mặt phủ chủ Thiên Phủ Mục Thiên lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyên cười nói, hỏi một câu, rốt cuộc áo bào đen kia là ai? Mục Thiên im lặng. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm. Bù! Tiếng kiếm vang vọng đất trời, nơi xa, sắc mặt Mục Thiên kia thay đổi dữ dội, ông ta bỗng nhiên bước lên một bước rồi tung ra một cú đấm. Trong khoảnh khắc cú đấm này tung ra, trong nháy mắt một áp lực thời không cực kỳ đáng sợ bao phủ kiếm của Diệp Huyên. Ầm ầm. Toàn bộ chân trời đột nhiên sôi trào, mà sau đó, kiếm thanh huyên của Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Mục Thiên, đồng tử của Mục Thiên bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà áp lực thời không của mình lại vô dụng với kiếm này. Không kịp nghĩ nhiều, ông ta nhanh chóng giơ hai cánh tay lên chặn lại. Uỳnh. Hai cánh tay của Mục Thiên trực tiếp đứt gãy. Trong nháy mắt cả người lùi ra xa nghìn trượng, mà khi ông ta còn chưa kịp dừng lại, một thanh phi kiếm đã bay đến. Đồng tử Mục Thiên đột nhiên co rụt lại,
ông ta chợt dậm chân phải, cả người trốn vào thời không tầng 5, nhưng mà ngay sau đó, vậy mà Kiếm Thanh Huyên cũng đi theo vào thời không tầng 5, trong lòng Mục Thiên hoảng hốt, ông ta hơi suy nghĩ, một chiếc thần thuẫn có phủ văn màu vàng xuất hiện trước mặt ông ta. Quỳnh! Thần thuẫn có phủ văn màu vàng kia vừa bị Kiếm Thanh Huyên chém chúng đã trực tiếp vỡ tan, nhưng lúc này, Mục Thiên đã lùi sang bên cạnh. Nhìn thấy Diệp Huyên còn muốn ra tay, sắc mặt Mục Thiên thay đổi dữ dội, vội vàng nói, thú linh tộc. Ông ta đến từ thú linh tộc. Diệp Huyên nheo mắt lại, chính là thú linh tộc đạt đến nền văn minh cấp 5 rồi rời khỏi vùng vũ trụ này năm đó. Mục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đúng vậy. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tại sao bọn họ lại để mắt đến ta? Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm, ta vừa tới vùng vũ trụ này thì bọn họ đã để mắt đến ta rồi. Đúng không? Mục Thiên im lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiếp theo, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, chậm một hơi, ta tàn sát thiên phủ ngươi. Nghe vậy, Mục Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp Huyên lại nói, trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Sắc mặt Mục Thiên rất khó coi, có khi nào thiên phủ bị người ta uy hiếp như vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở tay phải ra, sau đó, Kiếm Thanh Huyên bay thẳng xuống thiên phủ bên dưới. Vèo. Trong chớp mắt, mười mấy cái đầu đẫm máu phóng lên tận trời. Mục Thiên vội vàng nói, là ta muốn nhằm vào dị linh tộc, bởi vậy mời bọn họ giúp đỡ, chỉ là không ngờ bọn họ lại phát hiện ra kiếm trong tay ngươi. Diệp Huyên nói như vậy, bọn họ cũng không phải cố ý nhằm vào ta. Mục Thiên trầm giọng nói, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng, mẹ nó, thì ra đối phương thấy tiền nổi lòng tham. Diệp Huyên lại hỏi, thú linh tộc này ở nơi nào? Mục Thiên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên nheo mắt lại, Mục Thiên lại nói, ta thật sự không biết, ta chỉ có thể liên lạc với bọn họ bằng bùa truyền âm, về phần bọn họ ở nơi nào, ta hoàn toàn không biết. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Mục Thiên trầm giọng nói, các hạ, thiên phủ ta không có ác ý với ngươi, ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta chỉ là dị linh tộc, mà chuyện giữa các hạ và thú linh tộc, thiên phủ ta cũng chỉ là tình cờ xen vào, vẫn mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, con người của ta rất tốt tính, cũng rất thật thà, đối với ta thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc, chỉ là, ừ thì, ngươi hiểu ý của ta chứ. Mục Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó nói, ngươi. Nói đến đây, dường như ông ta nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức sầm lại, mẹ nó, đây là muốn thu lợi. Mục Thiên thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay ông ta, trong nhẫn chứa đồ có 5 quặng mỏ thiên tinh, mong các hạ vui lòng nhận lấy. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, nhẫn chứa đồ bay vào trong tay hắn, thu hồi nhẫn chứa đồ, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyên rời đi, ánh mắt Mục Thiên dần trở nên âm trầm, loài người, thù này. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Thiên, sắc mặt Mục Thiên thay đổi, ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười nói, ta làm việc luôn thích chém tận giết tuyệt. Vừa dứt lời, Kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên biến mất, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Trong lòng Mục Thiên hoảng hốt, dưới thời khắc sống còn này, hắn lại lần nữa sử dụng bản lĩnh lớn nhất của mình, khống chế thời không tầng 5. Trong nháy mắt, vô số áp lực thời không ngăn cản trước mặt ông ta. Nhưng mà, đứng trước Kiếm Thanh Huyên, những áp lực thời không đó phảng phất như không tồn tại. Xoẹt! Kiếm Thanh Huyên trực tiếp chui vào giữa lông mày Mục Thiên. Quỳnh! Linh hồn của Mục Thiên đã bị hấp thu. Diệp Huyên nhìn thiên phủ bên dưới, vẻ mặt bình tĩnh, ngay sau đó, hắn vọt xuống. Nếu đã là kẻ địch, vậy nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hắn không muốn nhìn thấy loại chuyện giết địch không giết sạch, sau này đối phương quay lại báo thù. Khi Diệp Huyên nhảy vào trong thiên phủ, cả thiên phủ liên tục vang lên tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng. Cao thủ trong thiên phủ không ngờ mình sẽ bị một tên loài người đột nhiên đánh lén như vậy, căn bản không hề phòng bị, mà khi một vài người bọn họ phản ứng lại thì đầu đã bay đi rồi, bởi vì kiếm của Diệp Huyên thực sự quá nhanh. Thế nhưng, cao thủ thiên phủ phản ứng cũng rất nhanh, mau chóng tập trung toàn bộ lực lượng của thiên phủ, không chỉ vậy, các cao thủ thiên phủ cũng lập tức bắt đầu gọi tổ.
Một luồng sáng trắng đột nhiên từ trong thiên phủ phóng lên, sau đó, một luồng hơi thở cực kỳ kinh khủng bỗng chốc từ trên trời đổ ập xuống, cả bầu trời lập tức sôi sục. Mà lúc này thì Diệp Huyên đã chạy đi rồi. Phủ chủ thiên phủ bị hắn giết, không những vậy, cao thủ thập tam đoạn trong đó cũng bị hắn giết hai người, tiếp theo, không cần hắn ra tay, thiên phủ này sẽ bị dị linh tộc và minh linh tộc nuốt gọn. Dị linh tộc và minh linh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Diệp Huyên vừa đi thì các cao thủ vừa mới gọi tổ lập tức cũng sững sờ. Chuyện gì vậy chứ? Lúc này, trên bầu trời thiên phủ, trong luồng sáng xuất hiện bóng một người phụ nữ. Dáng vẻ người phụ nữ giống loài người đến 8-9 phần, chỉ có một thứ duy nhất khác là trên đầu nàng ta có một cái sừng. Người phụ nữ này chính là Mị Ly, phủ chủ đời đầu của thiên phủ. Mị Ly liếc nhìn chân trời phía xa, mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, chớp mắt, không gian xung quanh đột nhiên dao động, dần dần, một luồng ý thức đã bay vào trong bàn tay nàng ta. Chính là ý thức của Mục Thiên. Luồng ý thức trong tay Mị Ly khẽ run rẩy, như đang nói gì đó, một lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Mị Ly im lặng một lúc, nàng ta quay đầu nhìn phía xa, ngay sau đó lập tức biến mất. Nơi cuối tinh không vô tận, sau khi xác nhận không có ai đuổi theo thì Diệp Huyên dừng lại, hắn vừa dừng lại thì đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, có người phụ nữ có một sừng đang đứng đó. Người đến chính là Mị Ly kia. Diệp Huyên nhíu mày, từ thiên phủ sao? Mị Ly lắc đầu, không phải. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, vậy các hạ là? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, người qua đường. Diệp Huyên nheo mắt, các hạ có chuyện. Ánh mắt Mị Ly nhìn chằm chằm kiếm trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, thú linh tộc đã cử cao thủ thập tứ đoạn đi trước, người có biết không? Cao thủ thập tứ đoạn. Diệp Huyên nhìn Mị Ly, cô chính là người của thiên phủ. Nếu ta đoán không nhầm thì hẳn người chính là vị tiên tổ do thiên phủ mới gọi ra. Mị Ly chắp hai ngón tay khẽ kéo lọn tóc, cười nói, tên loài người rất thông minh. Tay trái Diệp Huyên chậm rãi siết chặt kiếm Thanh Huyên, lúc này, Mị Ly đột nhiên lại nói, người yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, cô có ý gì? Mị Ly nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, ta có hứng thú với thanh kiếm này. Diệp Huyên giận dữ, ta còn không bằng một thanh kiếm. Mị Ly chớp mắt, nếu không có thanh kiếm này, ngươi có thể là đối thủ của Mục Thiên sao? Diệp Huyên im lặng. Không có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng không chắc đánh thắng được Mục Thiên, bởi vì, sở dĩ hắn đánh bại được Mục Thiên đều là nhờ vào kiếm Thanh Huyên không bị ảnh hưởng bởi áp lực thời không. Mị Ly còn đang muốn nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng cười nói, xin hỏi Mục Thiên là mấy đoạn? Ta thì mấy đoạn? Mị Ly im lặng. Diệp Huyên lại nói, cô nương, nếu cô có hứng thú với kiếm của ta, vậy cô phải làm rõ trước một chuyện, chính là ta không có hứng thú với cô, hiểu chứ? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi không có hứng thú với ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, Diệp Huyên ta không ham mê nữ sắc. Mị Ly nheo mắt, loài người, ngươi nên học cách tôn trọng. Diệp Huyên cười nói, là cô không tôn trọng ta trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mị Ly đột nhiên lại nói, thú linh tộc. Diệp Huyên chợt cười nói, cô cảm thấy ta sợ thú linh tộc sao? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta không lựa chọn trực tiếp ra tay, bởi vì hai nguyên do, thứ nhất, là kiếm trong tay Diệp Huyên, thứ hai chính là thân phận của Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, cô nương, làm một cuộc trao đổi đi, cô có hứng thú không? Mị Ly cười hỏi, trao đổi gì? Diệp Huyên nói, mạo muội hỏi một câu, hiện tại thực lực cô nương thế nào? Mị Ly khẽ nhếch miệng, giết cao thủ thập tứ đoạn hẳn là không có áp lực. Diệp Huyên im lặng, ta bây giờ cách cao thủ thập tứ đoạn bao xa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mị Ly nói, nếu không dùng kiếm trong tay ngươi, thì một cao thủ thập tam đoạn cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Nếu ngươi dùng kiếm ta không nói chắc. Diệp Huyên nhìn Mị Ly, thử xem. Mị Ly gật đầu, được. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Con ngươi Diệp Huyên co lại, hắn vừa định sử dụng kiếm vực vô địch. Bịch. Ngay sau tiếng vang trầm đục vang lên, cả người Diệp Huyên lập tức bay ra đến vạn trượng. Vừa dừng lại, hai ngón tay lập tức điểm ngay giữa trán hắn.
Mị Ly nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, nàng ta rút tay về, cười nói, khoảng cách này, hình như có hơi lớn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tốc độ của cô tại sao lại nhanh như vậy? Mị Ly nói, gấp đôi thời không. Diệp Huyên nhíu mày, gấp đôi thời không. Mị Ly gật đầu, đạt đến cấp độ như chúng ta, có thể tiến hành gấp đôi thời không? Nói rồi, nàng ta lùi ra cả nghìn trượng, sau đó tay phải khẽ vung lên, chớp mắt, không gian giữa nàng ta và Diệp Huyên đã gấp đôi lại, đồng thời, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề hơn. Mị Ly nói, gấp đôi thời không, từ một mức độ nào đó mà nói, trước mắt thì đây là tốc độ nhanh nhất được biết đến. Diệp Huyên im lặng, lúc này hắn đang nghĩ, nếu phi kiếm của bản thân có thể dùng cách này để di chuyển. Mị Ly cười nói, hình như ngươi có hứng thú rồi. Diệp Huyên nhìn Mị Ly, trao đổi đi, cô có hứng thú hay không? Mị Ly gật đầu, ngươi nói xem. Diệp Huyên nói, kiếm của ta, cô có thể nghiên cứu thử, mà đã là trao đổi, thì cô phải đi theo ta 3 tháng, trong thời gian này, cô phải bảo vệ ta, không chỉ vậy, cô còn phải dạy ta. Mị Ly khẽ cười, dựa vào đâu? Diệp Huyên hỏi ngươi, bản thể ngươi có thể đi vào thời không tầng mấy? Mị Ly nói, tầng 6. Diệp Huyên mở bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức đi vào thời không thất tê. Thấy vậy, gương mặt tươi cười của Mị Ly dần biến mất. Một lúc sau, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cực hạn kiếm này của ngươi là thời không tầng 7 sao? Diệp Huyên nói, cô đoán xem. Mị Ly nhìn chăm chú kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, trao đổi mà ngươi nói, đồng ý. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay ra, muốn lấy kiếm. Diệp Huyên lại cất kiếm Thanh Huyên lại, cô dạy ta làm sao để gấp đôi thời không trước đã. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, có vấn đề sao? Mị Ly khẽ cười, không vấn đề gì cả. Diệp Huyên gật đầu, cô nương gọi thế nào? Mị Ly nói, Mị Ly. Diệp Huyên nói, Mị Ly cô nương, chúng ta vào tháp nhỏ rồi từ từ nghiên cứu. Nói xong, hắn lập tức đưa Mị Ly vào tháp nhỏ, mà sau khi vào tháp nhỏ, vẻ mặt Mị Ly lập tức trở nên nghiêm trọng, thời không trong tháp nhỏ này của ngươi. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, giới này 10 năm, bên ngoài là 1 ngày. Diệp Huyên nhìn Mị Ly, trong lòng có chút kinh ngạc, người phụ nữ này vừa nhìn đã biết rõ rồi. Mị Ly sâu xa liếc nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người không đơn giản chút nào. Người có biết, thời không giới này độc lập với bên ngoài, không chỉ vậy, đối phương còn đưa thời không trong tháp này tiến hành một vài nghịch chuyển kỳ lạ, đây không phải chuyện đáng sợ nhất. Mà đáng sợ nhất là đối phương lại để giới này với bên ngoài có quan hệ nhất định. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lúc lâu, sau đó lại nói tiếp, thời không chi đạo ẩn chứa bên trong đã vượt ngoài tầm hiểu biết của ta không thể thấu hiểu hoàn toàn. Diệp Huyên khẽ cười, chỉ là một chuyện rất nhỏ, không cần quá ngạc nhiên đến vậy. Mị Ly nhíu mày, chuyện rất nhỏ. Diệp công tử, người có biết đây có nghĩa là gì không? Cho dù huyền tộc đã đạt đến văn minh cấp 6 e rằng cũng không thể làm được như vậy. Huyền tộc. Diệp Huyên chớp mắt, cô biết huyền tộc. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, người cũng biết huyền tộc. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên. Mị Ly nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không biết Diệp công tử và huyền tộc có quan hệ gì. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, chuyện này, cô thật sự muốn biết sao? Mị Ly gật đầu, hiếu kỳ. Diệp Huyên cười nói, thực không dám giấu, huyễn tộc là một chi tộc phụ của nhà họ Dương ta. Ngầu thì phải chém gió cho to vào, dù sao cũng chẳng bị đánh thuế gì. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Mị Ly khẽ nhếch miệng, Diệp công tử, người chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu, rất chắc chắn. Mị Ly trầm mặc, người có biết huyễn tộc kinh khủng thế nào không? Diệp Huyên cười nói, rất kinh khủng sao? Mị Ly khẽ cười, theo ta biết, trong huyễn tộc, các tộc phụ thuộc của họ có đến 136 tộc, mà thấp nhất trong 136 thế lực này cũng là văn minh cấp 5. Không những vậy, huyễn tộc còn nắm giữ 10 mấy vũ trụ siêu cấp, thế lực phủ rộng, không thể tưởng tượng nổi. Mà bọn họ cũng được gọi là tộc đứng đầu chư thiên vũ trụ, mà Diệp công tử nói bọn họ là tộc phụ thuộc của nhà họ Dương ngươi. Diệp Huyên cũng chảy cả mồ hôi, mẹ nó, ngầu này có phải hơi quá rồi không?
nhưng bây giờ, đã lên lưng hổ thì khó xuống, chỉ có thể chém gió tiếp thôi. Diệp Huyên cười ha ha, Mỹ Ly cô nương, vậy cô biết nhà họ Dương ta lợi hại thế nào không? Mỹ Ly nhìn Diệp Huyên, nhà họ Dương, thứ cho ta nói thẳng, chưa từng nghe qua. Dương Huyên đen mặt, cha mình cũng quá khiêm tốn rồi. Mỹ Ly cười nói, Diệp công tử có thể nói về Dương tộc không? Diệp Huyên cười nói, ta chính là tộc trưởng của Dương tộc, à không phải, cha ta mới đúng là tộc trưởng, ta là thiếu tộc trưởng của Dương tộc, cô biết cha ta không? Một người đàn ông thích mặc áo trường bào xanh. Mỹ Ly lắc đầu, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cấp bậc Mỹ Ly cô nương quá thấp rồi. Mỹ Ly. Diệp Huyên lại nói, dù sao, chỉ cần ta không chết, Dương tộc ta sẽ vô dịch, à không đúng, chỉ cần cha ta không chết thì Dương tộc ta sẽ vô địch. Nếu không phục thì mời cô có thể tìm cha ta bất cứ lúc nào. Người đàn ông áo xanh. Tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu chủ, người ngầu thật. Ngầu thì người chém gió, mà có chuyện thì chủ nhân gánh. Mỹ Ly liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Đối với lời của Diệp Huyên, đương nhiên nàng ta cũng không tin hẳn, tên loài người này vừa thấy là biết không phải một người thành thật, nàng ta cũng không nói gì thêm. Mà Diệp Huyên cũng không gì nhiều, hắn bắt đầu thỉnh giáo thời không nhất đạo từ Mỹ Ly. Gấp đôi thời không? Nếu hắn có thể gấp đôi thời không, lại thêm kiếm thanh huyên của mình, thì ai có thể ngăn cản? Trong thời không tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều đi theo Mỹ Ly học tập cách gấp đôi thời không? Muốn gấp đôi thời không? Cũng không phải quá khó, khi xếp thời không T62 nanogram 1, hắn làm được rất dễ dàng. Nhưng, khi xếp thời không tầng 2 thì có phần khó hơn rồi. Nhưng, trong 3 ngày hắn cũng đã làm được. Mà khi xếp thời không tầng 3 thì độ khó đã tăng lên ít nhất 10 lần. Dùng lời của Mỹ Ly thì thời không có mật độ, càng lên trên thì mật độ thời không càng dày, mà mật độ thời không càng dày thì càng khó xếp. Mật độ thời không là gì? Để làm rõ chuyện này, Diệp Huyên cũng bỏ ra gần một tháng. Vạn vật đều có mật độ. Mật độ thời không chỉ là một trong số đó. Không bao lâu, Diệp Huyên đã có thể gấp đôi thời không tầng 3, mà sau khi xếp được thời không tầng 4, thì hắn bắt đầu trở nên quen thuộc với thời không tầng 4. Khi Diệp Huyên tu luyện thời không tầng 4, Mỹ Ly lại ở bên cạnh nghiên cứu kiếm thanh huyên. Nhìn thấy kiếm thanh huyên trong tay, Mỹ Ly rơi vào trầm mặc. Sự thần bí của thanh kiếm này vượt ngoài hiểu biết của nàng ta, nhất là thời không nhất đạo ẩn chứa bên trong, sự thần bí ảo diệu mà đến cả tháp nhỏ cũng không so được. Đây rốt cuộc là do người nào tạo ra? Nàng ta lúc này đã hoàn toàn không còn lòng báo thù, người đứng sau lưng tên loài người này, dù không mạnh đến mức khiến huyễn tộc thần phục, nhưng chắc chắn không phải người thiên phủ có thể dây vào. Mà mục tiêu hiện tại của nàng ta là chậm chậm nghiên cứu kiếm thanh huyên này, tốt nhất là có thể hiểu rõ thứ này, nàng ta tin tưởng, nếu có thể hiểu rõ thứ này thì chắc chắn nàng ta có thể thăng lên một tầng lầu. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi đến trước mặt Mỹ Ly cô nương, ta đã có thể gấp đôi thời không tầng 4 rồi. Nhưng thời không tầng 5, Mỹ Ly bỏ kiếm thanh huyên xuống, cười nói, rất khó, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta phát hiện. Căn bản không thể xếp được. Mỹ Ly nhìn Diệp Huyên, người có biết thời không tầng 5 này tại sao lại khó vậy không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Mỹ Ly nói, thời không tầng 5, chống đỡ thời không vạn duy, là vô số thời không gấp lại, độ dày mật độ này cũng gấp thời không tầng 4 chừng trăm lần. Thời không có mật độ như vậy, người muốn gấp đôi, chẳng lẽ lại dễ sao? Diệp Huyên vội hỏi, vậy có cách gì không? Mỹ Ly suy tư một lúc sau đó nói, có hai cách, thứ nhất, từ từ luyện, tu luyện trên nghìn năm, chắc là có thể. Trên nghìn năm. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, cũng có nghĩa là, phải mất mấy tháng, nghĩ lại, hình như cũng không phải quá lâu, dù sao cũng ở trong tháp nhỏ. Mỹ Ly lại nói, còn có một cách, chính là dung hợp một thể với thời không tầng 5. Diệp Huyên ngây người sau đó hỏi, dung hợp một thể với thời không tầng 5. Mỹ Ly gật đầu, cách này thì khó hơn, nhưng có rất nhiều cái lợi, nếu ngươi có thể hợp nhất một thể với thời không tầng 5, không những có thể gấp đôi thời không, mà còn có thể làm được nghịch chuyển thời không và uốn cong thời không. Diệp Huyên chớp mắt, sao cô không nói sớm?
Mị Ly khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn lập tức đi vào thời không tầng 5, mà lúc này, hắn và thời không tầng 5 đã hợp nhất một thể. Thấy vậy, sắc mặt Mị Ly lập tức trở nên nghiêm trọng ngươi. Nói rồi, nàng ta như nghĩ đến gì đó, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, là thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Mị Ly chớp mắt nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm này lại có thể khiến ngươi hợp nhất một thể với thời không. Diệp Huyên gật đầu, như nghĩ đến gì đó hắn lại hỏi, Mị Ly cô nương, dưới tình huống bình thường, muốn hợp nhất một thể với thời không tầng 5 thì phải tu luyện bao lâu? Mị Ly trầm giọng nói, ít nhất cũng 10 vạn năm. Diệp Huyên nghe thấy mà trừng mắt há miệng, 10 vạn năm. Cô nghiêm túc sao? Mị Ly có hơi tức giận, người tưởng muốn hợp nhất một thể với thời không rất dễ sao? Diệp Huyên cười nhạt, ta cảm thấy hình như cũng khá đơn giản. Mị Ly tức giận nói, đó là vì người có thanh kiếm này. Nếu ngươi tu luyện bình thường, chắc chắn phải đến mấy vạn năm. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, cười nói, thật ra, ta cũng muốn tu luyện bình thường thử xem, nhưng thực lực không cho phép mà. Mị Ly đột nhiên nhắm hai mắt lại, tay phải đặt lên ngực. Diệp Huyên vội hỏi, Mị Ly sao vậy? Mị Ly liếc nhìn Diệp Huyên, ngực đau. Diệp Huyên theo bản năng nói, có cần ta giúp cô xoa một chút không? Nói xong, hắn đã hối hận rồi. Mẹ nó, bản thân nghĩ gì vậy? Mị Ly cười như không cười, giúp ta xóa. Diệp Huyên cười ha ha, Mị Ly cô nương, chỉ đùa thôi. Diệp Huyên ta không hứng thú với nữ sắc, chúng ta vào chủ đề chính đi. Mị Ly cô nương, ta đã hợp nhất một thể với thời không tầng 5 rồi, tiếp theo nên làm gì? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, sau đó lạnh nhạt nói, rất đơn giản, cảm nhận bọn chúng. Khi thực sự hiểu rõ tính chất của chúng, ngươi có thể hợp nhất một thể với chúng, thì phải làm được như vậy, không khó. Diệp Huyên gật đầu, sau đó thử một chút, rất nhanh sau đó, gương mặt hắn dần tươi cười, như Mị Ly nói, thật sự không khó, đương nhiên, tiền đề là có thể hợp nhất với thời không tầng 5. Ngay sau đó, Diệp Huyên bắt đầu thử gấp đôi thời không tầng 5. Ở bên cạnh, Mị Ly nhìn Diệp Huyên sâu xa, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng ta phát hiện, nàng ta đã đánh giá thấp kiếm Thanh Huyên rồi. Diệp Huyên lại có thể dựa vào thanh kiếm này để hợp nhất với thời không tầng 5, rốt cuộc thanh kiếm này đáng sợ đến nhường nào? Không có đáp án. Bởi vì kiến thức thời không ẩn chứa trong thanh kiếm này đã vượt ngoài kiến thức hiện tại của nàng ta. Không lâu sau, Diệp Huyên đã có thể gấp đôi thời không tầng 5. Mà hắn lại không tiếp tục gấm đôi thời không tầng 6, hiện tại hắn phải hợp nhất phi kiếm với gấp đôi thời không chi dạo này. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, cách xa nghìn trượng, kiếm Thanh Huyên lẳng lặng xuất hiện. Thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng cười. Được rồi. Gấp đôi không gian này có thể kết hợp với phi kiếm. Mị Ly ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lại lóe chút nặng nề. Phi kiếm này của Diệp Huyên sau khi sử dụng gấp đôi không gian thì tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Có thể nói, một kiếm vừa nãy, cũng đủ để miểu sát một vài cao thủ thập tam đoạn. Là diệt gọn. Hơn nữa, phi kiếm này của Diệp Huyên còn có một điểm kinh khủng chính là kiếm. Kiếm Thanh Huyên này không phải kiếm bình thường, khắp thiên hạ này e rằng cũng không có thứ gì có thể ngăn cản được nó. Một kiếm này bay qua. Ngoài sử dụng gấp đôi thời không để bỏ chạy, thì không còn cách nào khác. Không ai dám chống lại thanh kiếm này của Diệp Huyên. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó, cả người hắn đã tiến vào thời không tầng 6. Thấy vậy, Mị Ly nhìn Diệp Huyên như nhìn quái vật vậy, run giọng nói, ngươi, ngay cả thời không tầng 6 mà ngươi cũng có thể đi vào. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, sao vậy? Đi vào thời không tầng 6 rất khó sao? Mị Ly tức giận nói, người đang nói tiếng người sao? Hả, người có biết năm đó ta tiến vào thời không tầng 6 phải tốn mất bao nhiêu thời không không? Cả 16 vạn năm, 16 vạn năm đấy, người có biết 16 vạn năm ta trôi qua thế nào không? Diệp Huyên nhíu mày, 16 vạn năm, có phải nói quá không? Mị Ly tức đến hai mắt như muốn nứt ra, người không dùng kiếm này thử xem. Đại ca à, ta xin ngươi đừng dùng kiếm này thử xem.
Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thanh kiếm này là do muội muội ta tạo ra, ngươi cũng có thể bảo muội muội ngươi tạo ra một thanh. Mị Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng ta siết chặt hai nắm tay, ngực phập phồng một hồi, nàng ta sắp không nhịn nổi muốn đánh người rồi. Diệp Huyên cười ha ha, Mị Ly cô nương, đừng tức giận, ta không có ác ý. Ta biết tu hành không dễ, ta dùng kiếm này đi vào thời không tầng 6, cũng giống như đi đường tắt, ta cũng không vì vậy mà đắc chí, bởi vì ta biết, đều là do thanh kiếm này mang lại cho ta, nếu không có thanh kiếm này. Nói đến đây, hắn ngẫm nghĩ, sau đó lại nói, nếu không có thanh kiếm này, hình như ta có thể nhờ Thanh Nhi lại tạo cho ta một thanh kiếm. Vấn đề cũng không phải quá lớn. Phù! Mị Ly lập tức tức giận đến mức phun ra máu. Tức chết mất. Diệp Huyên vẫn đang muốn nói gì đó, Mị Ly đột nhiên giống giận, ngươi im miệng cho ta. Ngươi còn dám nói, ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Nàng ta thật sự không muốn nghe Diệp Huyên nói nữa. Tên loài người này nói chuyện, có thể khiến nàng ta tức chết mất. Thấy Mị Ly rời đi, Diệp Huyên có chút cạn lời, hắn cũng không dây dưa vấn đề có kiếm hay không nữa, mà bắt đầu hợp nhất với thời không tầng 6. Có kiếm Thanh Huyên trợ giúp, muốn hợp nhất với thời không tầng 6 cũng không phải chuyện khó. Không lâu sau, hắn đã hợp nhất với thời không tầng 6, mà sau khi hợp nhất, thì hắn bắt đầu gấp đôi thời không tầng 6. Mà lần này, không được dễ dàng như lần trước, bởi vì mật độ thời không tầng 6 so với thời không tầng 5 ít nhất cũng gấp trăm lần. Lúc gấp đôi thời không tầng 6 thì rất mất sức. Diệp Huyên cũng có chút khó khăn. Nhưng, hắn không hề từ bỏ, mà lại tiếp tục thử. Thời không trôi qua từng chút một, sau mười mấy năm, Mị Ly đang nghiên cứu kiếm Thanh Huyên đột nhiên nhíu mày, sau đó nàng ta ngẩng đầu nhìn qua, đến rồi. Diệp Huyên ở bên cạnh Mị Ly không xa có chút nghi hoặc cái gì đến rồi. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, cao thủ thú linh tộc. Diệp Huyên nhíu mày, hắn rời khỏi tháp nhỏ, vừa ra khỏi tháp nhỏ thì một nhóm cao thủ áo đen thần bí đã xuất hiện trước mặt hắn, áo đen đang định nói thì đột nhiên Diệp Huyên mở lòng bàn tay, sau đó áo đen còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã lập tức bay đi, đồng thời, kiếm Thanh Huyên trực tiếp hấp thụ linh hồn của áo đen kia. Toàn bộ cao thủ thú linh tộc đều sửng sốt. Diệp Huyên nhìn những cao thủ thú linh tộc trong sân kia, các người gọi tổ đi. Ta vô địch, các người cứ tùy ý. Mị Ly. Các cao thủ thú linh tộc. Vô địch. Tùy ý. Mị Ly bên cạnh mặt lộ vẻ hết sức kỳ quái, loài người này điên rồi hả? Trong vũ trụ mênh mông này, ai lại dám xem nhẹ vô địch? Vô địch. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, không gian đột nhiên trở nên mờ ảo, chẳng mấy chốc đã có một người đàn ông bước ra. Gã có dáng người khôi khô, trên mặt phủ kín vảy trông vô cùng đáng sợ. Cao thủ thập tứ đoạn. Người đàn ông cười nói, loài người, người nói ngươi. Kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng biến mất, sau đó, con người gã đàn ông đó chợt co rút lại, gã vừa định bỏ chạy, nhưng vẫn chậm. Một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên trán gã. Phụt. Một vết máu bắn thẳng ra. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này, linh hồn gã đã bị thanh kiếm của Diệp Huyên khóa chặt lại. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi, không gian gấp, ngươi chẳng qua chỉ là một thập đoạn nho nhỏ, sao lại? Đúng lúc này, Diệp Huyên vừa nghĩ một cái, kiếm Thanh Huyên đã trực tiếp hấp thu linh hồn gã. Các cao thủ thú linh tộc có mặt ở đây nhìn thấy cảnh ấy thì sắc mặt đều lập tức thay đổi. Loài người trước mặt thoáng chốc đã giết chết cao thủ thập tứ đoạn. Mị Ly đứng cạnh sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm trọng, thực lực của tên Diệp Huyên này cũng tăng lên quá khủng bố rồi đó. Lúc này mới bao lâu? Không đúng. Mị Ly bỗng nhớ đến tuy bên ngoài mới trôi qua mấy ngày, nhưng trong tháp nhỏ đã mấy chục năm. Có điều, ngay cả như vậy thì tốc độ tiến bộ của Diệp Huyên cũng quá kinh khủng. Kiếm. Ánh mắt Mị Ly rơi lên thanh kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Nó đã trực tiếp khiến thực lực Diệp Huyên tăng lên mười mấy bậc. Đằng xa, sau khi Diệp Huyên giết chết tên cao thủ thập tứ đoạn kia, hắn cũng không có dừng lại mà mở tay ra, thoáng chốc, đầu của các cao thủ thú linh tộc có mặt ở hiện trường đều bay đi. Lập tức giết chết. Phi kiếm hiện tại của hắn thì dù là cao thủ thập tứ đoạn cũng không cản nổi,
huống chi là mấy cao thủ thấp hơn thập tứ đoạn. Sau khi Kiếm Thanh Huyên hấp thu hết đám cao thủ thú linh tộc kia, Diệp Huyên bèn cất nó đi. Nhưng đúng lúc này, đường chân trời trước mặt hắn bỗng nứt ra, sau đó, một bóng người yên lặng ngưng thật. Diệp Huyên nhíu mày, lại tới. Bóng người kia dần dần ngưng động, chẳng mấy chốc, một gã đàn ông trung niên lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Ông ta mặc một cái trường bào màu đen, trên đầu mọc một cái sừng. Cao thủ thập ngũ đoạn. Người này chính là thú cổ, tộc trưởng hiện tại của thú linh tộc. Thú cổ nhìn Diệp Huyên, chúng ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Diệp Huyên cười nói, theo ta biết thì mình với thú linh tộc không thù không oán, không biết sao các người. Thú cổ đột nhiên ngắt lời Diệp Huyên, trước đó không thù không oán, nhưng giờ chẳng phải đã có rồi sao? Diệp Huyên nhìn thú cổ, cười nói, ông nói có lý. Thú cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có dám đến thú linh tộc ta? Diệp Huyên lắc đầu, không dám. Hắn nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Huyên không có ra tay vì tên trước mặt chỉ là ảo ảnh chứ không phải bản thể. Thú cổ cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Huyên đi xa, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như đao. Chấm chấm chấm. Bên kia, Diệp Huyên trực tiếp tiến vào tháp nhỏ. Chủ động đến thú linh tộc. Hắn cũng không ngu, thực lực như giờ mà đi thú linh tộc và chống lại cả tộc đó á. Chuyện này chẳng phải là rảnh quá tìm chết à. Bản thân yên ổn tu luyện trong tháp nhỏ một phen rồi giết qua, không tốt hơn hả? Đối mặt với cao thủ thập ngũ đoạn, hắn vẫn không có nắm chắc sẽ thắng. Đừng nói thập ngũ đoạn, ngay cả thập tứ đoạn, nếu đối phương có sự đề phòng thì hắn cũng khó mà lập tức giết chết được. Thực ra trước đó Diệp Huyên có thể lập tức giết chết cao thủ thập tứ đoạn là vì đánh cho đối phương trở tay không kịp. Mà thú linh tộc rõ ràng có cao thủ thập ngũ đoạn, mà còn có khả năng không chỉ một người. Quan trọng nhất là, thế lực kiểu ấy đều có tổ tiên gì đó, đánh hồi lại gọi tổ tiên, thật sự rất ức chế. Lần này, hắn muốn chuẩn bị chu đáo xong rồi mới giết tới thú linh tộc. Diệp Huyên tiếp tục gấp thời không tầng 6, nếu gấp được nó thì hắn có thể chém giết được cao thủ thập ngũ đoạn. Trong lúc này, Mị Ly cũng liên tục hướng dẫn Diệp Huyên nên tiến triển của hắn vẫn rất thuận lợi. Xong, hiển nhiên thú linh tộc cũng không định cho hắn có thời gian. Diệp Huyên đang tu luyện bỗng ngẩng phát đầu lên, nhíu mày, nhanh vậy à? Mị Ly bên cạnh cười nói, ngươi cũng đã đủ khiến cho thú linh tộc coi trọng rồi. Giờ, họ không những muốn kiếm của ngươi, còn muốn tiêu diệt mối họa là ngươi nữa. Diệp Huyên không nói gì, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Vừa ra khỏi tháp nhỏ, tộc trưởng thú cổ của thú linh tộc đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thú cổ không có nhìn Diệp Huyên, mà là ngó Mị Ly bên cạnh hắn. Phủ chủ thiên phủ, người muốn giúp tên loài người kia hả? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyên rồi cười nói, đúng vậy. Thú cổ cũng cười, theo ta biết thì hình như tên loài người này muốn tiêu diệt thiên phủ của ngươi. Mị Ly mỉm cười, tộc trưởng thú cổ, tuy thanh kiếm kia rất tốt, nhưng cũng vô cùng phỏng tay, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ đó. Thú cổ khẽ gật đầu, hóa ra ngươi cũng vì thanh kiếm kia. Ta hiểu rồi. Mị Ly liếc thú cổ, lắc đầu. Ngươi hiểu cái con khỉ ấy. Ngươi hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với ai cả. Bấy giờ, thú cổ bỗng quay đầu nói, thú hoang, phủ chủ Mị Ly kia giao cho ngươi. Ông ta vừa nói xong, bên phải bỗng có một tên cao thủ thú nhân tộc bước ra. Gã nhìn về phía Mị Ly, khóe miệng khẽ nhếch, xin hãy chỉ giáo. Vừa dứt loài, gã đã trực tiếp nhảy lên. Biến mất khỏi tại chỗ. Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyên, tự ngươi cẩn thận nhé. Nàng ta nói xong cũng biến mất tại chỗ, sau đó, cả hai trực tiếp tiến vào thời không tầng 6. Còn thú cổ kia thì lại nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi còn có ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Thú cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không đúng. Thiên tài như ngươi mà đằng sau không có người à, ta không tin. Diệp Huyên cười nói, bớt nói nhảm đi, ngươi lên một mình hay quần ẩu. Thú cổ nhìn Diệp Huyên, một mình. Ông ta nói xong bỗng nhiên biến mất. Thời không gấp, còn là thời không gấp tầng 6. Khoảnh khắc khi thú cổ kia biến mất, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Hắn trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm vực. Nếu so tốc độ thì hắn tuyệt đối không bằng đối phương, chỉ có thể chọn cách phòng thủ.
Diệp Huyên vừa thi triển ra kiếm vực, một sức mạnh khủng bố đã ấp tới. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, mà kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên lại bỗng nhiên biến mất. Vèo. Một tiếng rách toạc vang lên, thú cẩu kia lập tức lùi lại hơn trăm trượng. Thú cẩu ngó tay phải của mình, trên cánh tay ông ta có một vết kiếm sâu hóm. Ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, thời không gấp, ngươi chẳng qua chỉ là thập đoạn, tại sao có thể? Đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên đột nhiên biến mất, còn cơ thể thú cổ lại trở nên mờ ảo. Vèo. Kiếm Thanh Huyên trực tiếp bổ hụt, mà Diệp Huyên ở đằng xa con ngươi chợt co rút lại, hắn lập tức thi triển phương thốn kiếm vực. Một mảnh kiếm quang bao phủ lấy Diệp Huyên, vì thú cổ kia đã gấp thời không xông tới trước mặt hắn, còn một quyền đấm thẳng về phía hắn. Vô số kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lập tức lùi lại hơn mấy ngàn trượng. Còn thú cổ kia lại bước ra một bước này đã khiến thời không chỗ Diệp Huyên đang đứng trực tiếp biến thành một cái vực sâu. Vực sâu thời không. Mới chỉ là một chiêu đã đánh Diệp Huyên vào vực sâu thời không, nhưng điều khiến thú cổ kia khó có thể tin là Diệp Huyên vừa lọt vào đã về lại hiện thực. Ra được. Thú cổ hơi sửng sốt. Còn Diệp Huyên lại chợt xuất hiện trước mặt thú cổ, rút kiếm bổ xuống. Rút kiếm định sinh tử. Giờ, tốc độ của phi kiếm hắn đã không đủ để giết chết thú cổ, nếu không thể dùng nó vậy chỉ có thể lựa chọn sức mạnh. Một kiếm này của Diệp Huyên bổ xuống, thời không chỗ thú cổ lập tức biến mất, kể cả thời không tầng 5 cũng sụp đổ. Thú cổ mặt không chút thay đổi, trực tiếp đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Một quyền đó vừa đấm ra, kiếm quanh trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng lùi lại hơn vạn trượng. Sức mạnh cũng bị áp chế. Sau khi Diệp Huyên dừng lại bèn lau vết máu nơi khóe miệng đi, sau đó, hai mắt hắn dần trở nên đỏ tươi. Huyết mạch chi lực. Đằng xa, khóe miệng thú cổ nhếch lên lộ ra một sự khinh bỉ, dám thi triển huyết mạch chi lực trước mặt ta, lẽ nào ngươi không biết huyết mạch chi lực của thú linh tộc ta đứng thứ 5 lúc này sao? Ông ta nói xong bèn bước lên trước một bước, sau đó, một luồng uy áp về huyết mạch lập tức ập về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đằng xa siết chặt nắm tay, một luồng uy áp khủng bố về huyết mạch giống như thủy triều chợt bùng nổ ra từ trong cơ thể hắn. So đấu huyết mạch. Nhưng mà, luồng uy áp huyết mạch của thú cổ vừa đụng vào uy áp huyết mạch của Diệp Huyên đã lập tức tán loạn. Thú cổ nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin cái này. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng xông tới trước mặt ông ta, rồi rút kiếm ra bổ xuống. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang lên, chợt có một luồng kiếm quang màu máu bổ thẳng xuống. Trong mắt thú cổ lộ ra vẻ dữ tợn, ông ta giẫm mạnh chân phải xuống rồi đấm ra một quyền. Một đấm vừa đánh ra. Đùng, đùng. Luồng kiếm quang màu máu kia lập tức vỡ vụn, cả người Diệp Huyên bị đáng bay ngược ra sau. Mà thú cổ kia cũng đột nhiên xông về phía trước, rồi đá mạnh một phát. Thời không xung quanh thoáng chốc sụp đổ. Diệp Huyên trước mặt thú cổ vội vàng thi triển kiếm vực, xong, dù là kiếm vực cũng không thể đỡ nổi một đá ấy của ông ta. Kiếm vực vỡ nát, Diệp Huyên thoáng chốc bị đánh bay ra vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, kiếm Thanh Huyên trong tay đã biến mất. Thú cổ ở đằng xa chợt híp mắt lại, giơ tay đỡ. Kiếm Thanh Huyên bị đánh bay, nhưng cánh tay phải của thú cổ cũng nứt toạc rồi lùi lại cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, thú cổ liếc kiếm Thanh Huyên trước mặt Diệp Huyên, có chút phấn khích khen, kiếm tốt. Diệp Huyên khẽ vẩy kiếm Thanh Huyên trong tay một cái, khóe miệng hắn cũng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Đánh không lại. Bây giờ, đối mặt với cao thủ thập ngũ đoạn thì hắn vẫn không thể đánh lại được. Đặc biệt là một cao thủ cũng có cơ thể mạnh mẽ như thập ngũ đoạn. Đúng lúc này, một ông lão mặc trường bào bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt thú cổ. Lão ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên đằng xa nói, tộc trưởng, người này không đơn giản, sau lưng hắn. Thú cổ cười gằn, không sao, người đứng đằng sau hắn có mạnh thì cũng mạnh bao nhiêu. Nhân tộc là cái thá gì, một thứ rác rưởi ngay cả văn minh cấp 2 cũng không bằng thôi. Nhân tộc. Thú cổ quả thật chẳng coi nhân tộc ra gì, phải biết rằng, nền văn minh của nhân tộc còn không bằng cả một cái văn minh cấp 2. Mà thú linh tộc lại là nền văn minh cấp 5.
Ông lão mặc trường bào bên cạnh thú cổ trầm giọng nói, nhân tộc đúng là rất yếu, nhưng thanh kiếm trong tay tên loài người kia lại chẳng phải vật phàm. Nếu như người tạo ra nó là con người. Thú cổ lập tức lắc đầu, không thể nào có khả năng ấy được. Thời không chi đạo ẩn chứa bên trong thanh kiếm này còn mạnh hơn cả thời không linh ấn. Kẻ hèn nhân tộc sao có thể tạo ra được một thần kiếm như vậy? Thanh kiếm này chắc chắn là do tên này may mắn không biết cướp được từ đâu thôi. Ông ta nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên, đợi đến khi bắt được tên này rồi thì mọi thứ sẽ rõ thôi. Thú cổ vừa dứt lời, tay phải ông ta bỗng nhiên cách không chộp một cái về phía Diệp Huyên. Thoáng chốc, thời không đằng xa chỗ Diệp Huyên lập tức biến thành một cái lồng giam. Lồng giam thời không tầng 6. Hiển nhiên, đây là định bắt lấy Diệp Huyên. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên lại hóa thành một luồng kiếm quang biến mất không thấy tăm hơi. Trực tiếp biến mất. Thú cổ nhìn thấy cảnh ấy thì sửng sốt, chạy. Tên loài người kia đã chạy thoát khỏi lồng giam thời không của mình. Khi ông ta hoàn hồn lại thì Diệp Huyên đã biến mất. Sắc mặt thú cổ lập tức trở nên hết sức âm trầm, sơ suất rồi. Ông ta nói xong, quay đầu nhìn sang bên cạnh, dốc hết sức lực tìm kiếm kẻ này. Tuân lệnh. Đằng sau thú cổ, vô số cao thủ thú linh tộc lập tức đuổi theo. Thú cổ như nhớ đến cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, ở nơi đó, Mị Ly đang đánh nhau với cao thủ thú linh tộc cũng dừng lại. Thú cổ nhìn Mị Ly, phủ chủ Mị Ly, phân thân của ngươi có thực lực như thế, chứng tỏ bản thể của ngươi đã đạt tới thập ngũ đoạn. Một cao thủ cỡ đó như ngươi, chắc chỉ số thông minh cũng rất cao. Nhưng sao ngươi lại giúp một tên loài người, lại còn là địch với thú linh tộc ta? Quả thật là quá ngu ngốc. Mị Ly cười nói, thú cổ, chúng ta cứ chờ mà xem. Nàng ta nói xong, cơ thể cũng dần trở nên mờ đi. Phải biến mất sao? Nàng ta vốn chỉ là một phân hồn, có thể dây dưa với một cao thủ đỉnh cấp tới giờ đã rất tốt rồi. Ông lão mặc trường bào bên cạnh thú cổ trầm giọng nói, ta cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản, phủ chủ Mị Ly đó giúp đỡ tên Diệp Huyên kia như vậy, e là. Thú cổ bỗng nói, nàng ta chẳng qua cũng giống như chúng ta, muốn thanh kiếm kia của Diệp Huyên mà thôi. Ông lão mặc trường bào còn định nói thêm gì, thú cổ lại bảo, có vẻ như thú Diêm trưởng lão kiêng kỵ tên loài người kia quá nhỉ. Ông lão tên lão thú Diêm trưởng lão kia nặng nề nói, ta chỉ cảm thấy tên loài người có chút không đơn giản, chúng ta không thể xem nhẹ hắn thôi. Thú cổ liếc thú Diêm, cười nói, ta biết hắn không đơn giản, nhưng giờ thú linh tộc ta còn có đường lui sao? Không có, giờ hai bên đã là kẻ địch, đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc, không thể để lại mầm tai họa được. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Ông lão mặc trường bào khẽ thở dài. Trực giác nói cho lão ta biết, tên loài người kia không đơn giản, hơi sơ suất xíu thôi thì có khi thú linh tộc sẽ gặp tai nạn ngập đầu. Trong vũ trụ mênh mông này, tuy thú linh tộc là nền văn minh cấp 5, nhưng chủng tộc văn minh cấp 5 lại rất nhiều. Hơn nữa, bên trên còn có nền văn minh cấp 6 trong truyền thuyết. Càng mạnh thì lại càng phải làm việc cẩn thận. Hơi sơ suất xíu thôi sẽ hối hận cả đời. Thú Diêm lại khẽ thở dài thêm lần nữa rồi xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bên kia, Diệp Huyên đi thẳng tới thời không tầng 7. Sau khi hắn tiến vào, đám cao thủ thú cổ kia chắc chắn sẽ không tìm được mình. Dù sao, thú cổ cũng chỉ là cao thủ thập ngũ đoạn, cùng lắm chỉ có thể tiến vào thời không tầng 6. Thời không tầng 7 là một vùng đen thui, nói chính xác hơn là nó được tạo thành từ các hố đen thời không. Thế nên, áp lực bên trong còn mạnh hơn gấp trăm lần so với tầng 6. Nếu không có kiếm thanh huyền thì hắn hoàn toàn không dám tiến vào. Với thực lực hiện nay của hắn thì chẳng khác gì một con kiến khi ở trong đây. Đừng nói là Diệp Huyên, dù thú cổ kia tiến vào, chắc cũng sẽ lập tức bị tiêu diệt. Có thể nói, thời không tầng 6 và tầng 7 khác nhau một trời một vực. Điều này cũng khiến tâm trạng của Diệp Huyên trở nên nặng nề hơn. Đối mặt với cao thủ thập ngũ đoạn, hắn còn có thể chống lại một chút, nhưng nếu gặp phải cao thủ tiến vào thời không tầng 7 được, vậy hắn chắc chắn sẽ chẳng có chút sức chống trả nào. Một lát sau, Diệp Huyên mới hoàn hồn lại. Hắn trở về bên trong tháp nhỏ, rồi tiến vào thời không tầng 6, tiếp tục gấp thời không tầng 6. Chỉ khi gấp được thời không tầng 6 thì hắn mới có cơ hội giết chết được cao thủ thập ngũ đoạn.
không thì, riêng mặt tốc độ thôi Diệp Huyên đã bị đối phương đè bẹp. Còn thời không tầng 7, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nó tuyệt đối không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể đụng vào. Phải công nhận rằng, lúc này thời gian của hắn rất gấp rút, vì Diệp Huyên biết, một khi đối phương không tìm thấy hắn thì chắc chắn sẽ nghĩ cách khác. Chẳng hạn như đi tìm âm linh tộc, dùng họ hay nhân tộc để đe dọa mình. Hắn đã sớm biết rõ mánh khóe đó của đám kẻ thù kia rồi. Vì vậy, hắn phải giành giật từng giây, không thì chính mình sẽ rơi vào thế bị động. Chấm chấm chấm. Bên ngoài, ở một chỗ trong không gian, thú cổ ngồi giữa không trung, đằng sau ông có hơn 10 cao thủ đỉnh cấp của thú linh tộc đang đứng. Trong đầu ông ta không ngừng nhớ lại lúc đánh nhau với Diệp Huyên, cuối cùng cho ra một kết luận, hắn có thể đánh với mình lâu như vậy là vì thanh kiếm kia. Nếu như không có nó, ông ta dùng áp chế thời không thôi cũng đã đủ giết chết Diệp Huyên. Nhưng, vì thanh kiếm kia, áp lực, lồng giam và vực sâu thời không của ông ta đều chẳng có hiệu quả với Diệp Huyên. Thú cổ nghĩ đến đây, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Giờ phút này, ông ta phát hiện thanh kiếm kia còn khủng bố hơn cả tưởng tượng của mình. Tên loài người kia làm sao mà đạt được thanh kiếm này vậy? Thú cổ cau mày. Nhưng chẳng mấy chốc vẻ khó hiểu trong mắt ông ta đã biến thành phấn khích. Nếu thanh kiếm ấy ở trong tay ông ta, vậy sức chiến đấu của mình sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, chưa biết chừng còn có thể dựa vào nó đạt tới trình độ cao hơn. Mà khi đó, hắn cũng sẽ dẫn dắt thú linh tộc đạt tới một tầm cao mới, vượt qua tổ tiên. Thú cổ nghĩ vậy bèn đứng dậy, quay đầu nhìn sang bên cạnh, có tin tức gì của Diệp Huyên kia không? Thủ Diêm lắc đầu, tên này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, chẳng có tin tức nào hết. Thú cổ nhíu mày, không tìm thấy. Thú Diêm gật đầu, đúng vậy. Thú cổ im lặng một lát rồi nói, theo ta biết thì hình như tên này có quan hệ rất thân thiết với dị linh tộc. Thú Diêm ngó thú cổ, ý của tộc trưởng là. Thú cổ nói, đi dị linh tộc. Ông ta nói xong bèn biến mất khỏi tại chỗ. Chỉ một lát sau. Thú cổ đã dẫn theo các cao thủ thú linh tộc đi tới dị linh giới. Trên không dị linh tộc, vương của dị linh liếc đám người thú cổ rồi nói, thú cổ vương, không biết ông đến đây. Thú cổ trực tiếp ngắt lời vương của dị linh, Diệp Huyên kia đâu? Vương của dị linh lắc đầu, không biết. Thú cổ nhìn vương của dị linh, không biết. Vương của dị linh trầm giọng nói, các hạ, dị linh tộc ta thật sự không biết Diệp công tử đang ở đâu. Tuy Diệp công tử kết bạn với tộc ta, nhưng khi hắn rời đi, dị linh tộc ta. Thú cổ bỗng ngắt lời vương của dị linh, ta không muốn nghe mấy lời nhảm nhí. Hôm nay, nếu Diệp Huyên kia không xuất hiện thì thú linh tộc ta sẽ san bằng dị linh tộc. Vương của dị linh nghe vậy, vẻ mặt trở nên hơi khó coi, thú cổ vương, dị linh tộc ta thật sự không biết Diệp công tử đang ở đâu, người nói lý lẽ chút đi. Lý lẽ? Khóe miệng thú cổ vương gợi lên nở một nụ cười gằn, vương của dị linh, người đúng là đáng buồn, người có biết trên đời này cái gì là vô dụng nhất không? Đó chính là cái lý lẽ trong lời ngươi nói đó. Thế giới này, chỉ nói bằng nắm đấm, ai có nắm đấm mạnh hơn thì kẻ đó là người có lý. Ngươi thế mà muốn nói lý lẽ với ta, đúng là buồn cười, ta nói thật với ngươi đi, ta biết dị linh tộc ngươi không biết Diệp Huyên kia ở đâu. Nhưng ta lại muốn dùng mạng sống của các ngươi để ép Diệp Huyên kia đi ra. Vương của dị linh và các cao thủ trong tộc nghe vậy, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đây đúng là đang ức hiếp người khác mà. Vương của dị linh nghĩ vậy bèn nhìn về phía thú cổ vương, cười to nói, thú cổ vương, thực ra dị linh tộc ta biết Diệp công tử đang ở đâu. Nhưng, ông đây chính là không nói cho ngươi biết đấy. Thú cổ vương híp mắt lại, giết. Không trừ lại một tên nào hết cho ta. Vừa dứt lời, các cao thủ thú linh đằng sau ông ta lập tức xông ra. Vương của dị linh phía dưới bỗng hét lên, toàn bộ tộc nhân nghe lệnh, liều mạng cho ta. Liều mạng. Hắn ta nói xong bèn xông ra ngoài. Mà đằng sau vương của dị linh, vô số cao thủ trong tộc cũng xông ra theo. Trên trời, thú cổ vương đang định ra tay. Đúng lúc này, ông ta bỗng híp mắt lại. Quay đầu nhìn ra sau, cách đó không xa, một luồng kiếm quang chợt lóe lên rồi thoáng chốc đầu của một gã cao thủ thú linh tộc đã bay ra ngoài. Kiếm quang tan đi, Diệp Huyên xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Vương của Dị Linh thấy Diệp Huyên xuất hiện lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp công tử kia mà không xuất hiện thì chắc hôm nay Dị Linh tộc sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì trước mắt thì Dị Linh tộc hoàn toàn không phải đối thủ của Thú Linh tộc. Thú Cổ Vương thấy Diệp Huyên thì khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười, Diệp Huyên, người cũng có tỉnh có nghĩ đấy chứ, xuất hiện thật luôn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Vương của Dị Linh nói, tiền bối, xin lỗi nhé, gây rắc rối cho mọi người rồi. Vương của Dị Linh vội vàng lắc đầu, không không, Diệp thiếu đừng nói mấy câu khách sáo vậy, ta chỉ hận thực lực của tộc mình quá yếu, không thể giúp cậu được, hai. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện của ta, sao lại làm phiền mọi người được. Hắn nói xong bèn nhìn về phía Thú Cổ Vương cách đó không xa, rồi giơ kiếm Thanh Huyên lên nói, các hạ muốn thanh kiếm này à? Thú Cổ Vương nhìn Diệp Huyên, người phải biết rằng với thực lực của mình thì hoàn toàn không xứng với thanh kiếm đó. Hơn nữa, theo ta biết, ngươi là một người thông minh, nên chắc cũng biết với thực lực và thân phận của mình có một thanh thần kiếm như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Ngươi mà khôn thì hãy giao nó ra đây. Nếu ngươi giao nó ra, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thật không? Thú Cổ Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thật. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cho ta 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày. Thú Cổ Vương nhíu mày, một lát sau, ông ta đang định nói chuyện thì Thú Diêm lại bỗng nói, đừng đồng ý với hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Thú Cổ Vương nhìn về phía Diệp Huyên nói, không được. Diệp Huyên liếc Thú Diêm rồi nói, Thú Cổ Vương, nghe đồn ngươi thiên hạ vô địch, hôm nay ta muốn thỉnh giáo một chút. Hiển nhiên, hắn muốn đấu một mình. Khóe miệng Thú Cổ Dương gợi lên một sự khinh bỉ, đang định nói chuyện thì Thú Diêm bên cạnh lại nói, đừng đồng ý hắn. Tộc trưởng, chúng ta cùng lên thì hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Diệp Huyên, tất cả cùng lên sao? Diệp Huyên liếc nhìn Thú Diêm, mẹ kiếp, lão già này xấu xa thật. Lúc này Thú Cổ đó đột nhiên lên tiếng, cần gì phải thế? Ông ta vừa nói vừa đi về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên, nếu ngươi muốn đấu tay đôi với ta thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Thú Vương đứng bên cạnh nghe Thú Cổ nói như vậy thì thở dài. Diệp Huyên nhìn Thú Cổ, mỉm cười và nói, không hổ là vua của một tộc, có khí phách đấy. Diệp Huyên ta bái phục. Thú Cổ mỉm cười, nói, bớt nói nhảm đi, lên đi. Ông ta vừa mới dứt lời thì liền đột ngột tiến tới một bước, sau đó đấm ra một đấm. Quyền ấn vút qua từ giữa sàn đấu, quyền ấn mang theo sức mạnh cực lớn, khiến tất cả mọi thứ trong không gian mà nó đi qua đều bị hủy diệt hết. Sức mạnh cơ thể. Ngoài việc tinh thông đạo thời không ra thì sức mạnh cơ thể của Thú Cổ cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền không nghĩ gì nhiều mà liền xòe bàn tay để kiếm Thanh Huyên bay ra. Đùng. Một luồng kiếm quang chém lên quyền ấn đó, quyền ấn lập tức bị chém tan. Lúc này, Thú Cổ bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Huyền và dẫm mạnh xuống. Quỳnh. Không gian xung quanh Diệp Huyền bỗng dưng đổ sập. Diệp Huyền liền lấy kiếm vực vô địch ra, kiếm vực cực mạnh bảo vệ lấy hắn, có điều lúc này, Thú Cổ lại đấm thêm một đấm nữa. Bùm. Kiếm vực đổ sập, Diệp Huyên lập tức bị chấn động, bay ra ngoài ngàn trượng. Không chỉ có vậy, lúc hắn dừng lại thì hắn đã rơi vào trong vực sâu thời không tầng thứ 6. Sau khi Diệp Huyên vào vực sâu thời không tầng thứ 6, Thú Cổ đã không xuất chiêu nữa mà chỉ đứng nhìn. Lúc này, cơ thể Diệp Huyên trở nên mơ hồ, tiếp ngay đó, hắn lại quay về với hiện thực. Thú Cổ nhìn thấy cảnh tượng đó thì nheo chặt hai mắt lại. Ánh mắt đầy vẻ thích thú. Kiếm. Kiếm của Diệp Huyên có thể đưa hắn ra khỏi vực sâu thời không? Không thể không thừa nhận, Thú Cổ lúc này vừa thích thú vừa kinh ngạc, thích thú vì nếu như thanh kiếm này rơi vào tay ông ta thì uy lực mà nó phát huy được sẽ không thể nào tưởng tượng. Kinh ngạc là vì không ngờ thanh kiếm này lại đáng sợ đến thế, có thể đưa một sinh linh từ trong vực sâu thời không ra ngoài. Chuyện này thật sự rất đáng sợ. Thú Cổ không nghĩ gì nhiều. Ông ta nhìn sang Diệp Huyên rồi bước về trước một bước, đến trước mặt Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cũng lập tức phóng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đưa ngang kiếm đỡ lại. Diệp Huyên và kiếm đều bị chấn động, bay về sau đến hơn vạn trượng. Lúc hắn dừng lại thì khóe miệng liền rỉ máu. Thú Cổ nhìn Diệp Huyên, nở nụ cười khinh bỉ,
nói, Diệp Huyên, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Diệp Huyên lau máu trên mép miệng, sau đó nói, ta đầu hàng. Đầu hàng. Hắn vừa mới thốt lên thì tất cả mọi người đều ngây ra. Bao gồm cả thú cổ. Thú cổ ngây ra một lúc, sau đó cười lớn và nói, đầu hàng hả? Nếu như lúc nãy ngươi đầu hàng thì có thể ta còn suy nghĩ lại, nhưng lúc này, muộn rồi. Chính vào lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng dưng biến mất. Thời không gấp khúc. Hơn nữa, còn là thời không tầng thứ 6 gấp khúc. Biến cố bất ngờ này khiến thú cổ mặt mày biến sắc, vì thời không tầng 6 gấp khúc, cộng thêm việc lúc nãy ông ta hơi chủ quan khinh địch, vì vốn dĩ ông ta không hề nghĩ Diệp Huyên lại có thể gấp được thời không tầng 6. Vì vậy, lúc này ông ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Thú cổ đưa hai tay ra trước đỡ theo bản năng để phòng thủ. Kiếm đến. Ầm. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai cánh tay của thú cổ bị chém đứt, bay ra, cùng lúc đó, cơ thể của ông ta cũng lập tức nát vụn. Khi linh hồn của thú cổ liên tục lùi về sau, Diệp Huyên kẹp hai ngón tay lại, chỉ nhẹ, kiếm thanh huyên liền bay ra. Bù. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì kiếm thanh huyên đã xuyên qua giữa hai chân mày của thú cổ. Đùng. Kiếm thanh huyên liền hút sạch linh hồn của thú cổ, không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Mấy cao thủ linh thú tộc nhìn thấy cảnh đó thì mặt mày liền tái nhợt. Tên loài người này đã giết chết thú cổ rồi sao? Từ phía xa, Diệp Huyên chậm chậm nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, hắn xòe bàn tay ra. Kiếm thanh huyên bay tới bay lui trong lòng bàn tay hắn và rung nhẹ, tiểu hồn phấn khích nói tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyên cười, nói, vẫn còn nhiều lắm. Thú Diêm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói cố tình tỏ ra yếu đuối trước, sau đó thì bất ngờ xuất chiêu chí mạng, con người à, người thật là mưu mô. Diệp Huyên nhìn sang đám người Thú Diêm, không nói thêm lời thừa thải nào, kiếm thanh huyên trong tay hắn đột nhiên bay ra. Lúc hắn xuất kiếm thì thú Diêm đã ở cách đó ngoài vạn trượng. Kiếm đâm chật mục tiêu. Diệp Huyên thấy vậy thì lặng thinh, giống như những gì hắn dự đoán, nếu như cao thủ cỡ này mà có phòng bị thì hắn sẽ rất khó giết chết được đối phương ngay. Lúc này, thú Diêm đột nhiên nói, rút. Ông ta vừa dứt lời thì ông ta và các cao thủ linh thú tộc khác liền quay đầu, biến mất ở tận cùng tinh không. Diệp Huyên xòe bàn tay ra. Kiếm thanh huyên quay về lại trong tay hắn, sau đó hắn lập tức đuổi theo. Linh thú giới. Linh thú giới nằm ở linh vực, mà linh vực mênh mông này lại có rất nhiều thế lực lớn mạnh, tất cả đều là thế lực văn minh cấp 5, linh thú tộc chỉ là một trong số đó. Sau khi thú Diêm dắt theo các cao thủ linh thú tộc về lại linh thú tộc, vì thú cổ đã chết nên ông ta đã trở thành tộc trưởng linh thú tộc. Trong đại điện của linh thú tộc, Thú Diêm lập tức tập hợp tất cả các cao thủ linh thú tộc lại. Cùng lúc đó, ông ta cũng khởi động tất cả các trận pháp có trong linh thú tộc, không chỉ có vậy, một số trưởng lão đang bế quan cũng được gọi đến hết. Trong đại điện, Thú Diêm liếc nhìn các cao thủ có mặt tại đó một lượt rồi nói, lập tức thông báo cho cả linh vực, nói rằng trong tay Diệp Huyên có một thần vật vượt trên cả thời không tầng 6, có được thứ đó thì không chỉ có thể bất chấp áp lực thời không và vực sâu thời không mà còn có thể vào được thời không tầng 7. Tuân mệnh. Một cao thủ linh thú tộc lui ra ngoài. Thú Diêm lại nói, trưởng lão Thú Thiên, ông hãy đến Man Linh tộc một chuyến, nói với bọn họ nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ linh thú tộc của chúng ta thì linh thú tộc của chúng ta sẽ thần phục. Thần phục. Khi câu nói đó được thốt ra thì mặt mày của các cao thủ linh thú tộc có mặt trong điện đều biến sắc. Trưởng lão Thú Thiên hạ giọng nói, tộc trưởng Thú Diêm, tên Diệp Huyên đó chỉ là một con người thôi, chúng ta. Hai mắt Thú Diêm từ từ nhắm lại, chúng ta đã không thể ngăn được người này nữa. Thú Thiên hạ giọng nói, chúng ta còn có thể gọi tổ tông. Thú Diêm liếc nhìn Thú Thiên rồi nói, tộc trưởng đã chết, nếu như gọi tổ tông, linh thú tộc của chúng ta sẽ không còn quân bài nào nữa, dù cho có đánh lùi được Diệp Huyên nhưng linh thú tộc của chúng ta cũng sẽ bị những tộc khác cô lập ngay. Hơn nữa, đến lúc đó, đến cả tư cách bàn điều kiện chúng ta cũng không còn. Có quân át chủ bài trong tay thì linh thú tộc của chúng ta mới có quyền trả giá. Dù cho chúng ta thần phục Man Linh tộc nhưng chỉ cần quân bài này vẫn còn thì linh thú tộc ta sẽ có quyền nói chuyện với Man Linh tộc. Hơn nữa, một khi chúng ta thần phục Man Linh tộc, vậy thì có thể đẩy mầm họa sang hướng khác. Man Linh tộc đó là tộc phụ thuộc của Huyễn tộc,
một khi Diệp Huyên đối đầu với bọn họ thì đồng nghĩa với việc đối đầu với huyễn tộc, dù thế lực sau lưng hắn có mạnh thế nào đi nữa thì cũng chắc chắn phải chết. Thú Thiên nghe thấy vậy thì do dự một lúc rồi nói, đằng sau người này có thế lực lớn lắm sao? Thú Diêm khẽ nói, loại người này nếu không có người đứng phía sau thì sao có thể trưởng thành đến mức độ này được? Thú Thiên vẫn còn đang muốn nói gì đó nhưng bỗng có một cao thủ linh thú tộc xuất hiện và nói, tộc trưởng, Diệp Huyên đó đã đến rồi. Thú Diêm nheo hai mắt lại, nhìn sang Thú Thiên và nói, người lập tức đến Man Linh tộc. Thú Thiên gật đầu, đáp tuân mệnh, ông ta nói xong thì liền quay đầu, biến mất khỏi đại điện. Trên bầu trời của linh thú giới, Diệp Huyên đứng cầm kiếm, hắn đã đuổi theo một mạch đến đây. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Lúc này, Thú Diêm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Thú Diêm nhìn Diệp Huyên và nói, Diệp công tử, đây chỉ là chuyện hiểu lầm, linh thú tộc của ta bằng lòng bồi thường tổn thất cho cậu, bọn ta. Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, nói, hiểu lầm hả? Thật nực cười. Hắn vừa dứt lời thì liền xòe bàn tay ra. Mặt Thú Diêm liền biến sắc, ông ta đang định ra tay nhưng lúc đó, đột nhiên có mười mấy người xông từ dưới lên. Diệp Huyên nhìn Thú Diêm. Mỉm cười và nói, Diệp Huyên ta không thích chủ động gây chuyện, nhưng nếu ai đụng đến ta thì nhất định ta sẽ diệt hết cả tộc người đó. Hắn vừa dứt lời thì liền xông qua. Bù! Máu văng khắp nơi. Thú Diêm nheo hai mắt lại, nói, khởi động trận pháp. Ông ta vừa dứt lời, thời không nơi Diệp Huyên đang đứng liền lập tức biến dạng, cùng lúc đó, một màn sáng khổng lồ bao trùm lấy cả linh thú giới. Bên trong màn sáng đó có vô số phù văn kỳ lạ đang chiếu về phía Diệp Huyên. Trong thời không méo mó đó, Diệp Huyên chau mày, hắn rút kiếm và chém mạnh. Thời không vỡ nát, những phù văn kỳ lạ xung quanh cũng lập tức tan thành mây khói. Thú Diêm nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt bỗng trở nên nặng trĩu. Diệp Huyên đang định xuất chiêu tiếp thì bỗng có giọng nói từ phía xa truyền đến, xin chờ đã. Thú Diêm nghe thấy giọng nói đó thì liền thấy nhẹ nhõm. Cao thủ Man Linh tộc đã đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang, ở cách đó không xa, một người đàn ông trung niên từ từ bước đến. Không phải loài người nhưng vẻ ngoài lại giống con người đến chín phần, có điều, cơ thể của bọn họ cường tráng hơn con người nhiều. Cao thủ Man Linh tộc quan sát Diệp Huyên rồi nói, ngươi là con người sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đúng vậy. Cao thủ Man Linh tộc nhìn Diệp Huyên rồi nói, ta mặc kệ ngươi và linh thú tộc có ân oán gì, nhưng kể từ lúc này, linh thú tộc đã thần phục Man Linh tộc bọn ta, bây giờ bọn họ là tộc phụ thuộc Man Linh tộc ta, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, nói ta hiểu. Hắn vừa dứt lời thì liền vung kiếm chém ra. Bù! Đầu của cao thủ Man Linh tộc đó văng ra ngay lập tức. Tất cả cao thủ linh thú tộc có mặt ở đó đều ngây ra. Đến cả cao thủ Man Linh tộc mà tên loài người này cũng dám giết hả? Thú Diêm ở bên dưới, nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền cười, lần này xem như tên loài người này đã gây thù với Man Linh tộc rồi. Diệp Huyên quay người nhìn về phía Thú Diêm hạ giọng nói, người có hiểu về Man Linh tộc không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, giết trước rồi tìm hiểu sau cũng không muộn. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất khỏi đó. Thú Diêm nheo hai mắt. Đang định rút lui nhưng chính vào lúc đó, đột nhiên có một luồng sức mạnh cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tiếp ngay đó, luồng kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên liên tục lùi về sau. Một người Man Linh đứng chặn trước mặt Thú Diêm. Đấy là Man Thiên, đại trưởng lão Man Linh tộc. Một cao thủ thập ngũ đoạn. Man Thiên nhìn sang Diệp Huyên ở cách đó không xa, nói trước ngươi, có một tên không nể mặt Man Linh tộc ta nên đến xương cũng bị biến thành cho đấy. Thú Diêm đứng bên cạnh vội thêm dầu vào lửa, đại trưởng lão Man Thiên, sau lưng người này có một thế lực thần bí, không đơn giản đâu, không thể chủ quan. Man Thiên nhếch môi cười, nói, so chỗ dựa sao? Man Linh tộc ta thích nhất là đọ chỗ dựa đấy. Ông ta vừa nói vừa xòe tay phải ra, làm động tác mời và nói, con người à, đừng nói linh thú tộc ta ức hiếp người nhé, nào, gọi người đến. Gọi người. Man Linh tộc tự tin như vậy, bởi vì trong cả lĩnh vực này, thực lực của Man Linh tộc là đứng đầu. Không chỉ như thế, phía sau Man Linh tộc còn có một thế lực siêu cấp, chính là huyễn tộc.
mà huyễn tộc kia chính là nền văn minh cấp 6. Mặc dù chỉ hơn man linh tộc một cấp, nhưng mà, một bậc này có thể là mấu chốt mà man linh tộc mãi mãi cũng không thể bước qua được. Văn minh cấp 5 và văn minh cấp 6 thật sự là cách biệt một trời một vực. Man Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, loài người, nếu ngươi không gọi người, thì ta gọi người đây. Vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên rung động, ngay sau đó, từng hơi thở khủng bố tràn ra từ bốn phía, tiếp đó, hơn 100 cường giả siêu cấp liền xuất hiện. Trong số đó, có đến 5 vị cường giả thập ngũ đoạn. Mà cường giả thập tứ đoạn ước chừng có khoảng 49 vị, mà số còn lại, toàn bộ thấp nhất cũng là cường giả thập tam đoạn. Thú Diêm ở bên cạnh nhìn thấy đội hình này, sắc mặt liền trầm xuống. Man linh tộc gia quân ồ ạt như thế, rõ ràng là nhất quyết phải có được thần bật trên người Diệp Huyên. Lúc này, Man Thiên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười nói, các vị, người này giết người của man linh tộc ta, man linh tộc không đội trời chung với hắn, đây là ân oán riêng giữa man linh tộc và hắn, mong rằng các vị chớ nên nhúng tay vào. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong bóng tối, man linh tộc các người muốn độc chiếm thanh kiếm trong tay loài người kia thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải dối trá như thế. Man Thiên nheo mắt, ông ta xoay người đánh một quyền. Cách xa mấy trăm trượng, không gian đột nhiên sụp đổ, một tàn ảnh liên tục lùi mạnh về sau cả ngàn dặm. Man Thiên nhìn thoáng qua tàn ảnh ở xa xa kia, cười nói, sở dĩ nói như vậy là bởi vì muốn chừa chút mặt mũi cho các ngươi, ngươi đã không cần mặt mũi, vậy đừng trách man linh tộc ta. Ông ta vừa dứt lời, vài tên cường giả man linh tộc biến mất tại chỗ, xa xa, tàn ảnh kia bị tiêu diệt trong chớp mắt. Các cường giả trốn trong bóng tối ở bốn phía nhìn thấy một màn này, thì đều kinh hãi. Man linh tộc này làm việc thật bá đạo. Nhưng mà, không còn ai dám đi ra phản kháng nữa. Chỉ một man linh tộc, thực ra thực lực cũng không mạnh đến mức vô địch, điều khiến mọi người thật sự chính là huyễn tộc phía sau man linh tộc. Năm đó man linh tộc kỳ thực cũng không mạnh như vậy, mà sở dĩ bọn họ đột nhiên nổi lên, là bởi vì trong man linh tộc có một cô gái gả cho huyễn tộc. Từ đó về sau, man linh tộc nước lên thì thuyền lên, cả linh vực không có thế lực nào dám không nể mặt bọn họ, lâu dần, man linh tộc này cũng càng ngày càng mạnh, đương nhiên, cũng càng ngày càng bá đạo. Nhưng, vẫn là không thế lực nào dám trêu chọc bọn họ. Trong bóng tối, một vài cường giả đã rút lui. Bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Không chỉ bất chấp áp lực thời không và vực thẳm thời không. Còn có thể đủ tiến vào thời không tầng thứ 7, loại thần vật này, cho dù là cả linh vực cũng không có. Nhưng là, có man linh tộc ở đây, bọn họ biết, bọn họ sẽ không có chút hy vọng nào. Man Thiên thấy những cường giả núp xung quanh giải tán, trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn nhìn về phía Thú Diêm cách đó không xa, Thú Diêm liền nói ngay, Man Thiên đại trưởng lão, sau này ta thú linh tộc sẽ nghe theo man linh tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Man Thiên rất hài lòng. Lập tức gật đầu, tộc trưởng đã dặn dò, mặc dù man linh tộc thần phục man linh tộc ta, nhưng ngươi yên tâm, chuyện của thú linh tộc ngươi, man linh tộc sẽ không nhúng tay vào, nhưng, nếu ngày sau man linh tộc có điều gì giao phó. Thú Diêm vội vàng nói, thú linh tộc nhất định sẽ tuân mệnh. Man Thiên cười cười, tốt lắm. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, loài người, ta biết ngươi vừa rồi đang chữa thương, hiện tại. Vết thương đã khỏi chưa? Diệp Huyên cười nói, tốt rồi. Man Thiên cười nói, chớ nói man linh tộc ta ức hiếp ngươi, ngươi có thể gọi người, bao nhiêu người cũng được. Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất. Gấp đôi thời không? Xa xa, Man Thiên híp mắt lại, giơ tay chắn ngang. Man Thiên lùi về sau cả nghìn trượng, mà ông ta mới vừa dừng lại. Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ông ta trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp bao phủ lấy ông ta. Phương thần kiếm vực, suy 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 suy, trong mảnh kiếm quang kia, từng tiếng xé rách không ngừng vang lên. Nhưng vào lúc này, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ ra từ trong kiếm quang kia, kiếm quang vỡ vụn, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Man Thiên. Mà sau khi Man Thiên dừng lại, nét mặt của tất cả cường giả ở đây đều trở nên nghiêm trọng. Bởi vì giờ phút này trên người Man Thiên từ trên xuống dưới đầy những vết kiếm,
chi chít giống như bị lăng trì, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Xa xa, thú diêm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở xa xa, sâu trong đôi mắt là vẻ nghiêm trang. Giờ phút này ông ta đột nhiên phát hiện, Diệp Huyên này không chỉ có thanh kiếm trong tay mạnh, kiếm kỹ của hắn cũng rất khủng bố. Loài người này rốt cuộc là ai? Vẻ nghiêm trang trong mắt thú diêm dần trở thành lo lắng. Đối diện Diệp Huyên, Man Thiên nhìn một lượt cơ thể mình, ngay sau đó, nét mặt ông ta dần trở nên dữ tợn, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, loài người, ngươi thành công chọc giận ta rồi, ngươi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém tới, giọng nói của Man Thiên im bặt. Man Thiên giơ tay chắn. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, cả người Man Thiên lùi xa nghìn dặm, mà ông ta vừa mới dừng lại, cánh tay phải của hắn lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, xa xa Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, Man Thiên trong lòng cả kinh, hắn giơ tay trái lên chắn phía trước, sau đó xoay tròn, nhốt. Vừa dứt lời, xa xa Diệp Huyên bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì thời không nơi hắn đứng lập tức trở thành một cái lồng giam thời không. Lúc này, Man Thiên lại nói, rơi. Nói xong, thời không chỗ Diệp Huyên đột nhiên biến thành một vực thẳm, Diệp Huyên rơi nhanh xuống. Man Thiên nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh, nụ cười của ông ta cứng đờ, bởi vì xa xa Diệp Huyên đang rơi xuống đột nhiên trở về trong hiện thực. Man Thiên nhìn thấy một màn này, hai mắt híp lại, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt ông ta nhìn vào kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, là kiếm của ngươi. Diệp Huyên không nói nhiều lời, nâng tay chính là một kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang xé rách mà qua. Trong mắt Man Thiên hiện lên chút tà khí, ông ta bước lên trước một bước, tay trái đánh một quyền ra, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong nắm đấm trực tiếp xé tan không gian trước mặt ông ta, mà tia kiếm quang của Diệp Huyên cũng là phá tan trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trên đầu Man Thiên, hắn rút kiếm chém mạnh một nhát. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này chém xuống, lực lượng mạnh mẽ xé tan thời không trong chớp mắt. Đồng tử mắt Man Thiên co rụt lại, hiện tại ông ta căn bản không dám đỡ kiếm của Diệp Huyên, bởi vì kiếm của Diệp Huyên có thể phá phòng ngự của ông ta. Trong khoảnh khắc kiếm của Diệp Huyên chém xuống, thân hình ông ta rung lên, gấp đôi không gian, lập tức xuất hiện ở cách xa nghìn trượng, không dám, ông ta mới vừa dừng lại, một phi kiếm đột nhiên chém tới. Tốc độ cực nhanh. Bởi vì nó cũng là gấp đôi không gian. Man Thiên trong lòng kinh hãi, giờ phút này ông ta muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn đối đầu, không kịp nghĩ nhiều, tay trái hắn chắn ngang. Trước ánh mắt của mọi người, tay trái của Man Thiên vỡ vụn, cả người lùi về sau. Xa xa, Diệp Huyên chuẩn bị ra tay tiếp, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hắn xoay người, lúc này, một quyền ấn tựa như sóng thần đánh úp đến. Diệp Huyên vội vàng thu kiếm phòng ngự. Ầm vang. Cùng với tiếng nổ vang lên, không gian chỗ Diệp Huyên phút chốc biến thành một hố đen thời không, mà trong khoảnh khắc Diệp Huyên rơi vào hố đen thời không, kiếm thanh huyên trong tay hắn rung lên kịch liệt, vội vàng đưa hắn ra khỏi hố đen thời không. Sau khi đi ra, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một người đàn ông man linh đứng đó, người đàn ông mặc một chiếc cẩm bào, thân hình cao lớn, tóc dài qua vai, trên người tản ra một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ. Man Kình, tộc trưởng đương nhiệm của Man Linh tộc. Man Kình nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó ánh mắt dừng trên kiếm thanh huyên trong tay hắn, kiếm tốt. Lúc này, Man Thiên đi đến bên cạnh Man Kình, tộc trưởng. Man Kình nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi còn ít tuổi đã có thực lực như vậy, có lẽ cũng không phải người bình thường, nếu không phải người bình thường, vậy ngươi hẳn là biết Man Linh tộc ta, nếu đã biết Man Linh tộc. Vậy sao ngươi còn dám đối địch với Man Linh tộc? Diệp Huyên cười nói, hình như là Man Linh tộc ngươi muốn trở thành kẻ địch với ta đấy chứ. Man Kình lắc đầu, Man Linh tộc giết ngươi, đó là coi trọng ngươi, mà ngươi, có tư cách gì đối địch với Man Linh tộc ta? Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Man Kình cười nói, mặc kệ ngươi là ai, có lai lịch gì, hôm nay, ta sẽ đánh nát thân thể ngươi, nhốt linh hồn ngươi. Khiến ngươi đời đời kiếp kiếp bị linh hỏa đốt cháy, ta muốn để người đời hiểu được, phạm đến Man Linh tộc ta, muốn chết cũng khó. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa,
Đồng tử mắt Diệp Huyên chợt co lại, hắn rút mạnh kiếm chém một nhát. Ầm vang. Diệp Huyên bị đánh bay xa tới mấy ngàn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, mấy tàn ảnh đột nhiên vút tới. Man Thiên và các cao thủ thập ngũ đoạn của Man Linh tộc cùng ra tay. Diệp Huyên vội thi triển vô địch kiếm vực. Ầm, kiếm vực vừa xuất hiện đã sụp đổ, cả người hắn bị đánh vào trong vực thẳm thời không, mà hắn vừa mới độn ra khỏi vực thẳm thời không, một quyền ấn đột nhiên đánh úp tới. Man Kình. Diệp Huyên giơ ngang kiếm lên chắn. Ầm. Kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rung lên kịch liệt, cả người liên tục lùi mạnh về sau, mà đúng lúc này, bốn gã cường giả thập ngũ đoạn đột nhiên xông về phía hắn từ mọi phía, đây là căn bản không để cho hắn có cơ hội tạm nghỉ. Sau khi lùi lại, trong mắt Diệp Huyên hiện lên một tia tà khí, hắn cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Phương Thốn kiếm vực. Ầm. Một mảnh kiếm quang lập tức bao phủ lấy hắn và bốn cường giả thập ngũ đoạn kia. Yên lặng trong chớp mắt. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, một bóng người bay ra. Chính là Diệp Huyên. Mà khi Diệp Huyên dừng lại, cánh tay trái của hắn đã biến mất, không chỉ như thế, toàn thân đầy vết rách, rất nhiều chỗ có thể thấy được cả xương, cả người cực kỳ thảm thiết. Xa xa, Man Kình nhìn Diệp Huyên, cười nói, nào, gọi người. Nhưng vào lúc này, không gian trên đầu Man Kình đột nhiên rung lên dữ dội, nhìn thấy một màn này, Man Kình nhíu mày, thật sự có người tới. Rất nhanh, khoảng không gian biến thành một lốc xoáy, trong lốc xoáy, một người đàn ông trung niên dẫn đầu đi ra. Khi nhìn thấy người đến, Man Kình lập tức cười ha ha, ha ha. Loài người, người của ngươi không tới, người của ta đã đến rồi. Người đàn ông trung niên trước mặt chính là tộc trưởng Huyễn tộc. Sau khi tộc trưởng Huyễn tộc đi ra, ông ta nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, ánh mắt ông ta dừng trên người Diệp Huyên, khi nhìn thấy bộ dạng của Diệp Huyên, vị tộc trưởng Huyễn tộc này mềm nhũn hai chân, thiếu chút nữa quỳ xuống. Lúc này, trong lòng tộc trưởng Huyễn tộc cũng sợ hãi đến cực điểm. Diệp thiếu này sao lại thảm đến vậy? Lúc này, Man Kình đi đến trước mặt tộc trưởng Huyễn tộc, kính cẩn thi lễ, Huyễn Minh tộc trưởng, sao người lại đến rồi? Huyễn tộc. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong sân đều ngây người. Đây là tộc trưởng Huyễn tộc. Văn minh cấp 6. Huyễn Minh cũng không để tâm đến Man Kình, đột nhiên ông ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, tay hắn cầm kiếm Thanh Huyên đang định ra tay, thì lúc này, Huyễn Minh vội nói, Diệp, Diệp thiếu, ta, là người của phe mình. Người một nhà. Người một nhà. Vừa nói xong, mọi người trong sân cũng sửng sốt. Man Kình và Man Thiên kia lập tức hóa đá tại chỗ. Người một nhà. Chuyện gì vậy chứ? Diệp Huyên nhìn Huyễn Minh, nhíu mày, người của mình. Lúc này, Man Kình kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyễn Minh, ông ta vội nói, Huyễn Minh tộc trưởng, người quen loài người này. Huyễn Minh đột nhiên quay người tát một cái. Bốp! Man Kình kia còn chưa kịp phản ứng thì cả thân xác lập tức đã bị đánh vỡ vụn. Mọi người! Huyễn Minh lạnh lùng liếc nhìn mấy tên Man Kình vẫn đang ngơ ngác, cái gì mà loài người? Gọi Diệp Thiếu! Diệp Thiếu! Lúc này, đầu óc Man Kình đã trống rỗng, những cao thủ Man Linh tộc kia thoáng chốc mặt mũi cũng trắng bệch. Mà thú diêm của thú linh tộc thì run rẩy cả người. Huyễn Minh khẽ thi lễ với Diệp Huyên. Run giọng nói, Diệp Thiếu, người đây là, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Huyên trầm giọng nói, người không nhận nhầm chứ? Huyễn Minh do dự chốc lát, sau đó ông ta lấy ra một bức chân dung, người trong bức tranh chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy bức chân dung này, Diệp Huyên nhíu mày, đây là. Huyễn Minh vội nói, một vị tiền bối đưa cho ta, chính là tiền bối mặc váy trắng kia. Thanh Nhi. Diệp Huyên sửng sốt. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyên như vậy, Huyễn Minh biết, ông ta không nhận nhầm người. Diệp Huyên đột nhiên liếc nhìn Man Kình kia, Man Linh tộc này là tộc phụ thuộc của Huyễn tộc các ngươi. Huyễn Minh gật đầu, đúng vậy, một vị trưởng lão trong tộc ta có quan hệ thông gia với Man Linh tộc. Vì vậy, nói đến đây, ông ta như nghĩ đến gì đó, con ngươi lập tức co lại, Diệp Thiếu, là bọn họ ra tay với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ liên thủ đánh ta, còn muốn diệt toàn tộc ta. Huyễn Minh ngây người,
sau đó vội nói, Diệp thiếu, huyễn tộc ta và man linh tộc này không có quan hệ gì có. Một chút quan hệ cũng không. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của Huyễn Minh, sắc mặt nhóm người man kình ở bên cạnh vô cùng khó coi, cũng sợ hãi đến cực độ. Loài người trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì, mà lại khiến tộc trưởng huyễn tộc nhún nhường như vậy. Mà thú Diêm ở bên kia lập tứ muốn ngất đi rồi. Trước mặt Huyễn Minh, Diệp Huyên bỗng chao đảo cả người, thấy vậy, sắc mặt Huyễn Minh thay đổi, ông ta vội nói, Diệp thiếu, ngươi sao vậy? Diệp Huyên trợn trừng mắt ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Tiền bối, nếu ta chết rồi, vẫn mong ngươi giúp ta một chuyện, nói cho muội muội ta, để nàng ấy báo thù cho ta. Sắc mặt Huyễn Minh thoáng chốc trở nên trắng nhợt, nếu Diệp thiếu này thật sự chết ở đây, mẹ nó, ông ta không dám nghĩ nữa. Huyễn Minh vội quay đầu, người đâu? Vừa dứt lời, sắc trời đột nhiên u ám, chỉ thấy vô số cao thủ từ trong tinh không đi ra. Cao thủ huyễn tộc. Áp lực kinh người từ trong tinh không đè xuống, cả đất trời đều run rẩy. Thấy vậy, sắc mặt những cao thủ trong sân đều vô cùng nặng nề. Huyễn tộc này muốn diệt toàn tộc sao? Sắc mặt Huyễn Minh trở nên hung tợn hơn, bắt giữ toàn bộ người man linh tộc tại đây. Nghe thấy lời Huyễn Minh, cao thủ huyễn tộc đều biến mất tại chỗ. Mà ở bên kia, Man Kình lại biến sắc, ông ta vội nói, tộc trưởng Huyễn Minh, mong nể mặt Man Lâm, tha cho. Huyễn Minh đột nhiên giống giận, im miệng, huyễn tộc ta và man linh tộc ngươi không có quan hệ gì cả. Man Kình. Huyễn Minh quay người nhìn Diệp Huyên đang hấp hối, ông ta vội lấy ra một viên đan dược to chừng ngón tay cái, run giọng nói, Diệp thiếu, vết thương của ngươi cũng không quá nghiêm trọng, sẽ không chết đâu. Nào, mau nuốt thuốc này xuống. Diệp Huyên nhìn Man Kình ở phía xa, sau đó giọng run sợ nói ta sợ. Man Kình. Huyễn Minh lạnh lùng liếc nhìn Man Kình, Man Kình vội nói, Huyễn Minh tộc trưởng, ta. Huyễn Minh đột nhiên siết chặt. Linh hồn Man Kình lập tức bị một bàn tay vô hình bóp chặt ở cổ, không thể nói được gì. Huyễn Minh lạnh lùng nhìn Man Kình, ta nói lại một lần nữa, huyễn tộc ta và man linh tộc ngươi không có quan hệ gì cả. Man Kình. Lúc này, các cao thủ huyễn tộc đã xuất hiện trong sân, mà toàn bộ người của thú linh tộc cũng đều bị áp chế trong sân, ước chừng cũng hơn mấy vạn. Căn bản không có sức phản kháng. Thấy vậy, Man Thiên ở phía xa run giọng nói, Huyễn Minh tộc trưởng, họa này không phải từ người trong tộc, không biết có thể. Nói đến đây, ông ta như nghĩ gì đó, lập tức nhìn Diệp Huyên, hắn cẩn thận thi lễ, Diệp thiếu, chuyện này là do man linh tộc ta sai, mong Diệp thiếu giơ cao đánh khẽ, ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta choáng váng quá, ta nghỉ ngơi một lát. Nói rồi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sắc mặt Man Thiên thoáng chốc trở nên trắng nhợt, mà lúc này, Huyễn Minh chợt nói, chém đầu toàn bộ. Vừa dứt lời, Man Thiên còn chưa kịp phản ứng thì vô số người trong tộc man linh tộc trong sân đều lần lượt rơi đầu, máu tươi thoáng chốc nhuộm đỏ đất, tanh tưởi vô cùng. Thấy vậy, cả người Man Thiên ngã quỵ xuống đất. Thú linh tộc mất rồi. Cứ vậy mất rồi. Man Kình vẫn chưa hoàn toàn chết đi kia mặt mũi cũng như cho tàn, cả linh hồn cũng đang run rẩy. Man linh tộc trước đây từng huy hoàng cứ vậy mất rồi. Tuy đầu bị chém, nhưng linh hồn những cao thủ kia vẫn còn, ngay khi các cao thủ huyễn tộc sắp phá hủy linh hồn những cao thủ man linh tộc thì kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên lại bay ra, sau đó điên cuồng bắt đầu hấp thụ những linh hồn cao thủ man linh tộc kia. Thấy vậy, những cao thủ huyễn tộc đều nhìn Huyễn Minh nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó hơ tay, toàn bộ cao thủ huyễn tộc lập tức lùi sang một bên. Ngay lúc này, thú Diêm đột nhiên chạy đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta phù phù một tiếng rồi quỳ xuống, run giọng nói, Diệp thiếu, thú linh tộc ta có mắt như mù, mong Diệp thiếu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thú linh tộc ta một lần. Diệp Huyên cười nói, ngươi cầu sai người rồi, ngươi nên cầu cứu Huyễn Minh tộc trưởng. Thú Diêm vội vàng lắc đầu, Diệp thiếu, thú linh tộc ta nguyện phục tùng Diệp thiếu, chỉ cần Diệp thiếu giơ cao đánh khẽ, thú linh tộc ta nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì. Diệp Huyên im lặng. Thấy Diệp Huyên im lặng, thú Diêm lo sợ trong lòng, ông ta lại vội vàng nói, Diệp thiếu, từ nay trở đi, thú linh tộc ta nguyện ý đi theo Diệp thiếu, ta. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, ta hơi đau đầu,
muốn nghỉ ngơi một lát. Sắc mặt Thú Diêm thoáng chốc tái nhợt. Lúc này, Huyễn Minh bỗng nói, chém. Vừa dứt lời, vô số cao thủ huyễn tộc xông vào trong thú linh giới bên dưới, sau đó, từng cái đầu đẫm máu bay thẳng lên trời. Căn bản không có chút sức lực phản kháng. Lúc này, Thú Diêm kia đột nhiên giống lên, gọi tổ. Vừa nói xong, một luồng sáng trắng đột nhiên từ trong thú linh giới phóng thẳng lên trời, mà lúc này, Huyễn Minh kia bỗng chốc đè tay phải xuống dưới. Luồng sáng trắng kia vỡ vụn, mà linh hồn tổ tiên thú linh tộc trong luồng sáng trắng chớp mắt cũng bị giết chết. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên nghiêm trọng. Thực lực tộc trưởng huyễn tộc này, không chỉ kinh khủng bình thường đâu. Lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay vào thú linh giới, sau đó điên cuồng hấp thụ linh hồn những cao thủ của thú linh tộc kia. Thú Diêm kia đột nhiên nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên lập tức xuyên vào giữa trán Thú Diêm, sau đó hấp thụ lấy linh hồn, sau khi hấp thụ linh hồn Thú Diêm, kiếm Thanh Huyên lại lập tức xuyên vào giữa trán Man Thiên kia. Man Thiên lập tức bị hấp thụ. Huyễn Minh liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, Diệp Thiếu, kiếm này là do vị tiền bối kia tạo ra. Diệp Huyên gật đầu. Thấy vậy, sắc mặt Huyễn Minh chợt trở nên nghiêm trọng, chẳng trách. Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, ta phải trị thương một lát. Nói xong, hắn đi vào tháp nhỏ. Trị thương. Vừa nãy bị đánh tập thể, thân thể hắn bị đánh nát không chỉ thảm bình thường. Sau khi Diệp Huyên đi vào tháp nhỏ, Huyễn Minh lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, đi điều tra, xem thử Diệp Thiếu còn có kẻ địch nào. Tuân lệnh. Một vài cao thủ huyễn tộc khẽ thi lễ, sau đó lùi đi. Huyễn Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này trong lòng ông ta cũng nhẹ nhõm, cũng may Diệp Thiếu này cũng không sao, nếu không, ông ta thật sự không dám tưởng tượng hậu quả. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trong sân, lúc này toàn bộ thương thế của Diệp Huyên đều đã hồi phục. Thấy thương thế Diệp Huyên đã khỏi, ánh mắt Huyễn Minh chợt lóe chút kinh ngạc, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Diệp Huyên ôm quyền, tiền bối, đa tạ. Huyễn Minh vội lắc đầu, chuyện nhỏ. Nếu không phải tiền bối váy trắng, thì cả đời này lão phu sợ rằng cũng không thể tiến thêm một bước. Thanh Nhi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi bây giờ đang ở đâu? Huyễn Minh lắc đầu cười khổ, không biết, ngày đó nàng ấy chỉ là đi ngang qua huyễn tộc ta, sau đó thì rời đi rồi. Còn về đi đâu, ta không dám hỏi. Diệp Huyên. Huyễn Minh lại nói, Diệp Thiếu, chuyện ở đây đã xong rồi. Ngươi và ta đến huyễn tộc, thế nào? Diệp Huyên đang định nói thì ngay lúc ấy, không gian phía xa đột nhiên rung lên. Huyễn Minh nhíu mày, quay đầu qua nhìn, một người đàn ông đột nhiên từ trong vùng không gian đó đi ra, trên đầu người đàn ông có một sừng nhọn, giữa mày có một ký hiệu màu đỏ kỳ dị. Người đàn ông cũng không phải bản thể, mà chỉ là một luồng hư ảnh. Người đến, chính là Nhà Yêu, tổ tiên của thú linh tộc, chính là người trước đây đã dẫn dắt thú linh tộc bước vào văn minh cấp 5. Nhà Yêu nhìn Huyễn Minh, một lúc sau, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Diệp Huyên. Thú linh tộc ta chính là vì ngươi mà tận. Diệp Huyên đang định nói thì Huyễn Minh đột nhiên lên tiếng, huyễn tộc ta tiêu diệt. Nhà Yêu nhìn Huyễn Minh, cao thủ thập thất đoạn. Huyễn Minh cười nói, có thể phát hiện ra ta là thập thất đoạn, xem ra ngươi cũng không đơn giản. Nhà Yêu bỗng cười nói, thập thất đoạn rất mạnh sao? Huyễn Minh khẽ cười, đối với một vài người mà nói, thì không mạnh, nhưng đối với các hạ, thứ cho ta nói thẳng. Các hạ có dám xuất hiện bản thể không? Nhà Yêu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, thù diệt tộc, không đội trời chung. Nói rồi, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo. Sau khi Nhà Yêu biến mất, Huyễn Minh bỗng nói, truyền lệnh, tìm kiếm người này trong chư thiên vạn giới. Sau lưng Huyễn Minh, một ông lão khẽ thi lễ, tuân lệnh. Nói xong, ông ta đã biến mất trong sân. Huyễn Minh quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Thiếu, nơi này e đã không an toàn rồi, đi theo ta đến huyễn tộc đi. Diệp Huyên im lặng một lúc, cho ta 3 ngày, có thể không? Huyễn Minh gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên quay người rời đi, hắn phải dặn dò một chút. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Huyễn Minh đột nhiên quay đầu nhìn qua, người nào? Ở phía xa,
không gian khẽ dao động, một cô gái xuất hiện trước mặt các cao thủ huyễn tộc. Nếu Diệp Huyên ở đây, nhất định sẽ vui mừng không thôi, bởi vì cô gái trước mặt không phải ai khác mà chính là Mộ Niệm Niệm. Huyễn Minh nhìn Mộ Niệm Niệm, ánh mắt có chút phòng bị. Ông ta không nhìn thấy cô gái trước mắt này. Huyễn Minh trầm giọng nói, các hạ là. Mộ Niệm Niệm cười nói, ta là tỷ tỷ của hắn. Huyễn Minh khẽ ngây người, sau đó nói, tỷ tỷ. Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch miệng, đúng vậy. Huyễn Minh vội ôm quyền, không biết các hạ có dặn dò gì. Mộ Niệm Niệm hỏi, huyễn tộc ngươi có đối thủ không? Huyễn Minh trầm giọng nói, có. Mộ Niệm Niệm nói xem. Huyễn Minh nhìn Mộ Niệm Niệm, tuy không biết có ý gì nhưng vẫn vội vàng nói, huyễn tộc ta nằm ở Đại La Cổ Giới, mà ở Đại La Cổ Giới, có ba thế lực siêu cấp, một là huyễn tộc ta, còn có Đại La Cổ Tộc và Hoang Cổ Tộc. Trong đó, huyễn tộc ta và Hoang Cổ Tộc xem như là tử địch. Mộ Niệm Niệm khẽ gật đầu, vậy tổ tiên thú linh tộc nhà yêu chắc là đang ở Hoang Cổ Tộc. Huyễn Minh nhíu mày, tại sao? Mộ Niệm Niệm cười nói, hắn biết ngươi đã đạt đến thập thất đoạn, hơn nữa còn phát ngôn thù diệt tộc, không đội trời chung, đâu là vì hắn ta lo lắng phải chống lại huyễn tộc ngươi. Huyễn Minh trầm giọng nói, người hạ giới, không thể đi đến Đại La Cổ Giới, hắn ta. Mộ Niệm Niệm cười nói, cô gái váy trắng kia cũng là người hạ giới. Nghe vậy, con người Huyễn Minh bỗng co lại, một lúc sau, ông ta khẽ thi lễ, đã hiểu rồi. Mộ Niệm Niệm lại nói, hơn nữa, hắn lại dám nói như vậy trước mặt ngươi, có nghĩa, huyễn tộc có thể sẽ có động tĩnh. Huyễn Minh nheo hai mắt, ông ta đang định nói thì lúc này, không gian trước mặt ông ta bỗng trở nên hư ảo, sau đó, một hư ảnh xuất hiện trước mặt ông ta. Người huyễn tộc. Sắc mặt người huyễn tộc trắng nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi, tộc trưởng, thái cổ tộc đánh úp huyễn tộc ta mất rồi. Nghe vậy. Sắc mặt Huyễn Minh thoáng chốc trở nên hung tợn, Hoang Cổ Tộc. Nói rồi, ông ta quay đầu, toàn bộ người trong tộc nghe lệnh, lập tức quay về Đại La. Mộ Niệm Niệm bỗng nói, đợi đã. Huyễn Minh nhìn Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm nói, nếu bây giờ ngươi quay về, toàn quân sẽ bị diệt. Huyễn Minh trầm giọng nói, cô nương có ý gì? Mộ Niệm Niệm nhìn Huyễn Minh, thực lực Huyễn Cổ Tộc và Huyễn Tộc ngươi chắc là cũng ngang nhau. Mà tại sao bọn họ lại dám ra tay? Phải biết rằng, nếu bọn họ liều mạng cùng các ngươi, người được lợi là ai? Đương nhiên là Đại La Cổ Tộc, bọn họ không thể nào không hiểu đạo lý này. Nhưng bọn họ vẫn ra tay. Sắc mặt Huyễn Minh có chút khó coi, Đại La Cổ Tộc và bọn họ liên thủ rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng. Huyễn Minh siết chặt hai tay, tại sao bọn họ lại liên thủ? Mộ Niệm Niệm nói, đơn giản hai chuyện. Một là lợi ích, liên thủ tiêu diệt huyễn tộc ngươi có thể mang lại lợi ích, hai là uy hiếp, chính là huyễn tộc ngươi đã gây ra sự uy hiếp đối với bọn họ rồi. Sắc mặt Huyễn Minh u ám, xem ra, chuyện ta đột phá đã bị bọn họ biết được rồi. Mộ Niệm Niệm khẽ gật đầu, bây giờ ngươi không thể đưa những người trong tộc quay về Đại La Cổ Giới được, bởi vì chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bây giờ nếu ngươi quay về, thì chính là cá mắc lưới. Huyễn Minh im lặng một lúc, ông ta nhìn Mộ Niệm Niệm, khẽ thi lễ, mong cô nương chỉ giáo. Mộ Niệm Niệm cười nói, có một cách rất tốt. Huyễn Minh lại thi lễ, cô nương cứ nói. Mộ Niệm Niệm khẽ vén lọn tóc bên tai, nói ta đến là để dặn dò ngươi chút ít, lần này ngươi dẫn phần lớn cao thủ trong tộc đến đây giúp tên kia, bọn họ nhất định rất hiếu kỳ, nếu ta đoán không nhầm, bây giờ chắc hẳn bọn họ đã dùng hết sức điều tra lai lịch tên kia rồi. Nhưng bọn họ không điều tra được gì cả, mà chắc chắn bọn họ sẽ đoán, ngươi nghĩ xem một tên loài người lại có thể khiến huyễn tộc ngươi đích thân đến, sẽ lẽ người bình thường sao? Lại thêm ngươi lại vừa mới đột phá, nếu ta là bọn họ chắc chắn sẽ đoán loài người này có thể đến từ văn minh cấp 7. Nói xong, nàng ta nhìn Huyễn Minh, mục tiêu của bọn họ trông thì là ngươi, nhưng thật ra là tên kia. Nghe vậy, Huyễn Minh cười khổ. Mộ Niệm Niệm nói, người nghĩ cách truyền ra tin tức, cứ nói tên kia đến từ văn minh cấp 7, nhưng, hắn là bị người ta đưa trốn ra ngoài, hơn nữa còn mang theo rất nhiều thần vật. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, ba bức chân dung đã xuất hiện trước mặt Hoa Minh. Chính là cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh với cả kiếm tu kia.
Mộ Niệm Niệm cười nói, ba người họ và Diệp Huyên đều trốn từ văn minh cấp 7 ra, hơn nữa còn mang theo một vài thần vật ra nữa. Huyễn Minh sững người, sau đó nói, để bọn họ đi tìm ba vị này. Mộ Niệm Niệm gật đầu, bọn họ sẽ đi tìm. Huyễn Minh do dự chốc lát, sau đó nói, làm như vậy, có được không? Mộ Niệm Niệm cười nói, không sao, yên tâm làm đi. Mọi chuyện đã có tên kia rồi. Huyễn Minh. Mộ Niệm Niệm lại nói, còn nữa, ngươi phải để bọn họ biết, khi ba người này trốn ra từ văn minh cấp 7, đã bị thương nặng, bây giờ đã trốn rồi. Huyễn Minh nhìn Mộ Niệm Niệm, cô nương, chuyện này. Thật sự ông ta muốn nói, như vậy có phải quá nham hiểm không? Thực lực người đàn ông áo xanh và kiếm tu, ông ta không biết, nhưng thực lực cô gái váy trắng thì ông ta có biết. Nếu Đại La cổ tộc và Hoang cổ tộc tìm thấy nàng, vậy chẳng khác gì đi vào hang cọp. Quá nham hiểm. Đương nhiên, ông ta cũng không phản cảm chút nào. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, còn có một chuyện, ngươi phải nhớ kỹ, chính là ngươi phải khiến bọn họ hiểu, sở dĩ ngươi đến tìm tên kia, vốn không phải bảo vệ hắn, mà là muốn thông qua hắn để tìm ba người kia, sau đó có được thần vật văn minh cấp 7. Chỉ có như vậy, huyễn tộc ngươi mới có thể thoát khỏi chỗ chết. Huyễn tộc kính cẩn thi lễ, đã hiểu. Mộ Niệm Niệm gật đầu, quay người rời đi. Huyễn Minh đột nhiên nói, cô nương, bọn họ thật sự đến từ văn minh cấp 7 sao? Mộ Niệm Niệm dừng bước, nàng ta khẽ cười, ngươi cảm thấy sao? Huyễn Minh trầm giọng nói, ta đánh giá hơi thấp rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng là đánh giá hơi thấp rồi. Nói xong, nàng ta quay người biến mất nơi chân trời. Huyễn Minh nhíu mày, đánh giá hơi thấp, chẳng lẽ là văn minh cấp 8? Một lúc sau, ông ta quay người rời đi. Lối vào Đại La cổ giới, lúc này ở chỗ lối vào đã tập trung vô số cao thủ, trong đó có hai người thập thất đoạn, thập lục đoạn sáu ước chừng cùng 20 người, thập ngũ đoạn thì lên đến hơn mấy trăm. Những cao thủ này, chính là đến từ Đại La cổ tộc và Hoang cổ tông. Người đứng đầu là tộc trưởng Đại La cổ tộc Đại La Thiên và Hoang cổ hình. Đại La Thiên nhìn phía xa, cười nói, hình huynh, ngươi nói xem, Huyễn Minh này đột nhiên dẫn theo toàn bộ tộc đi tìm một tên loài người, chuyện này kỳ lạ. Hoang cổ hình cười nói, loài người không đơn giản. Đại La Thiên nói, ta đã cho người điều tra rồi. Hoang cổ hình đang định nói thì lúc này, một cao thủ Đại La cổ tộc xuất hiện trước mặt Đại La Thiên, Đại La cổ tộc trầm giọng nói, tộc trưởng, theo tin tức mới nhất thì loài người kia đến từ văn minh cấp 7. Văn minh cấp 7. Lời này vừa nói ra, các cao thủ trong sân đều biến sắc. Đại La Thiên nheo mắt, văn minh cấp 7. Cao thủ Đại La cổ tộc kia gật đầu, theo người của chúng ta bẩm báo, loài người kia và ba loài người khác trốn ra từ văn minh cấp 7, mà ba người kia hiện đã bị thương nặng. Còn Huyễn Minh sở dĩ dẫn theo nhiều người trong tộc như vậy đi tìm loài người Diệp Huyên, mục đích chính là muốn thông qua Diệp Huyên kia tìm kiếm ba loài người bị thương còn lại. Bởi vì ba loài người đó có mang theo rất nhiều thần vật văn minh cấp 7 ra. Thần vật. Nghe vậy, Đại La Thiên cười lạnh, chẳng trách Huyễn Minh không chỉ tự mình đột phá, mà còn dẫn theo cao thủ siêu cấp cả tộc đi tìm loài người đó. Thì ra là vì thần vật văn minh cấp 7. Hoang cổ hình đột nhiên hỏi, ba người loài người kia bị thương nặng. Cao thủ Đại La cổ tộc gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, Hoang cổ hình và Đại La Thiên đưa mắt nhìn nhau. Hoang cổ hình trầm giọng nói, trốn ra từ văn minh cấp 7, cũng có nghĩa đối phương chắc chắn hiểu rõ văn minh cấp 7, hơn nữa còn mang theo thần vật. Ngay lúc này, một cao thủ ở bên cạnh chợt lên tiếng, theo người tộc ta nói, loài người Diệp Huyên kia trong tay có một thanh thần kiếm. Người nói chính là tổ tiên thú linh tộc Nhai Yêu. Hoang cổ hình quay đầu nhìn Nhai Yêu, nói về thanh kiếm đó xem. Nhai Yêu trầm giọng nói. Loài người Diệp Huyên kia chẳng qua chỉ là cao thủ thập đoạn, nhưng lại có thể dựa vào thanh kiếm này giết chết cao thủ thập ngũ đoạn. Không những vậy, tên loài người này còn có thể thông qua kiếm này bỏ qua áp lực thời không và vực sâu thời không, còn dùng kiếm này đi vào thời không thất trọng, bỏ qua lỗ đen thời không thất trọng. Nghe vậy, Đại La Thiên nhíu mày, hắn lại dùng kiếm này giết chết cao thủ thập ngũ đoạn. Nhai Yêu gật đầu, đúng vậy. Đại La Thiên trầm giọng nói, xem ra. Người này thật sự đến từ văn minh cấp 7. Lúc này, Hoang cổ hình bỗng nói, ba người loài người kia.
Nói đến đây, hắn ta và Đại La Thiên đưa mắt nhìn nhau, Đại La Thiên trầm giọng nói, không thể để ba người loài người đó rơi vào tay huyễn tộc. Nói rồi, hắn ta quay đầu nhìn các cao thủ Đại La tộc, có hình vẽ ba người kia không? Cao thủ Đại La tộc kia gật đầu, có, bởi vì huyễn tộc đã cử người đi tìm ba người đó rồi. Nói rồi, hắn khẽ vung tay phải, một bức vẽ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đại La Thiên lập tức nói, truyền lệnh xuống, tập trung toàn bộ sức lực trong tộc tìm kiếm ba người này. Hoang Cổ Hình ở bên cạnh cũng vội nói, truyền lệnh ra, toàn bộ người hoang cổ tộc ta lập tức dừng việc trong tay, dốc toàn lực tìm ba người này. Cao thủ hai tộc đều lui đi. Mà trong sân, Hoang Cổ Hình và Đại La Thiên đều trở nên phấn khích. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Trốn ra từ văn minh cấp 7. Đến lúc đổi vận rồi. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên lẳng lặng đứng, ở trước mặt hắn, thời không đang từ từ xếp chồng lên nhau. Thời không trùng điệp. Chẳng mấy chốc, hắn đã trồng toàn bộ thời không tầng 1 đến tầng 4. Nhưng, Diệp Huyên cũng không có dừng lại mà tiếp tục trồng tiếp. Thêm thời không tầng 6. Mức độ khó khăn là rất lớn. Bởi vì mật độ của thời không tầng 6 có thể nói là dày hơn tất cả mấy thời không trước đó cộng lại. Mà giờ, hắn phải gấp nó với những thời không trước đó, độ khó có thể hiểu rồi đó. Quan trọng nhất là, lần này hắn không có sử dụng kiếm thanh huyên. Bởi vì nó đang trong quá trình đột phá nên giờ hắn chỉ dựa vào sức mạnh của mình. Thời gian trôi qua từng chút một, ở trước mặt Diệp Huyên, thời không tầng 6 bắt đầu xếp chồng lên những thời không phía trước. Mà sắc mặt Diệp Huyên cũng dần trở nên trắng bệch, vì thời không ở trước mặt hắn đã bắt đầu không ổn định. Dần ra, trên trán Diệp Huyên cũng toát ra mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, tay phải Diệp Huyên bỗng đè mạnh xuống một cái. Toàn bộ thời không trước mặt hắn lập tức chồng lên nhau, thoáng chốc, một áp lực thời không vô hình bùng nổ từ bên trong nó, cả tiểu tháp đều rung lắc kịch liệt. Lúc này, tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, người đừng làm bậy. Diệp Huyên khẽ vung tay phải lên, thời không trước mặt hắn bèn khôi phục lại như thường. Diệp Huyên hút sâu một hơi, giờ tuy hắn đã là thập đoạn, nhưng dựa vào chiêu này thì dù không có kiếm thanh huyên thì có đánh với cao thủ thập ngũ đoạn cũng chẳng sợ. Hắn cũng không có hoàn toàn dựa vào kiếm thanh huyên, nó giống như một cái môi giới để hắn liên kết với những thời không kia, chứ không phải không có nó thì hắn chẳng thể trốn vào trong đó nữa. Giờ đây, dù hắn không dùng kiếm thanh huyên cũng có thể tiến vào thời không tầng 6. Đương nhiên, nếu không có nó, hắn chẳng thể bỏ qua áp lực và vực sâu thời không. Giờ phút này, hắn đúng là đã hơi hiểu tại sao Thanh Nhi lại tạo ra kiếm thanh huyên cho mình. Để tăng lên sức chiến đấu của hắn sao? Điều này chắc chắn chỉ là thứ nhất thôi, mục đích thật sự của Thanh Nhi là khiến hắn đi theo kiếm thanh huyên học tập. Kiếm thanh huyên chính là người thầy tốt nhất của hắn. Diệp Huyên nghĩ đến đây, khóe miệng gợi lên một nụ cười, trong lòng không khỏi ấm áp. Muội muội thì chắc chắn là muội muội ruột rồi, còn cha thì chưa chắc đã là cha ruột. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Hắn không có thử gấp thời không tầng 7 và dung hợp nó, bởi vì nó rất khủng bố. Hoàn toàn không phải là hắn của bây giờ có thể nắm giữ được. Vừa rời khỏi tiểu tháp, Huyễn Minh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyễn Minh liếc mắt đánh giá Diệp Huyên một cái, cười nói, Diệp thiếu mạnh lên rồi. Diệp Huyên mỉm cười, Huyễn Minh tiền bối, chúng ta đi huyễn tộc đi. Huyễn Minh trần chờ một lát rồi kể chuyện của Đại La Thiên Giới cho hắn nghe. Diệp Huyên nghe xong bèn im lặng, một lát sau, hắn mới nhìn Huyễn Minh nói, xin lỗi. Huyễn Minh lắc đầu, Diệp công tử tuyệt đối đừng nói thế, nếu không phải tiền bối váy trắng kia thì e rằng đời này ta đều khó mà đột phá. Với ta thì nàng ấy có công ơn tái tạo. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy giờ tiền bối có tính toán gì không? Huyễn Minh do dự một chút rồi nói, Diệp công tử, tỷ của ngươi chỉ cho ta một chiêu, ta. Diệp Huyên nhíu mày, tỷ của ta. Huyễn Minh gật đầu, tỷ của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối có thể miêu tả vẻ ngoài của nàng ấy một chút không? Huyễn Minh mở tay ra, không gian trong tay ông ta bỗng nhiên vặn vẹo, chẳng mấy chốc, một cô gái chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Diệp Huyên nhìn thấy cô gái đó thì ngây ngẩn cả người. Niệm tỷ,
không ngờ Niệm tỷ lại đến đây. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, giờ tỷ ấy đang ở đâu? Nguyễn Minh cười khổ, không biết. Diệp Huyên lắc đầu cười, Niệm tỷ cũng thật là, nếu đến thì sao không gặp mình chứ? Còn có đồ. Đương nhiên là Diệp Huyên vẫn còn nhớ cô muội muội này, chỉ là, hắn đã lâu rồi không có tin gì của đồ và Niệm tỷ. Có điều, hắn tin rằng hai người họ chắc chắn sẽ sống không đến nỗi nào. Nói đùa hả, một người ngay cả Thanh Nhi cũng dám gạ như Niệm tỷ, một người thì từng là phân thân thứ nhất của Thanh Nhi thì sống kém kiểu gì được. Nguyễn Minh lại kể kế hoạch của Niệm tỷ cho Diệp Huyên nghe. Diệp Huyên nghe xong cũng cạn lời. Niệm tỷ này sao lại vẫn xấu xa như thế chứ? Khiến cho Đại La cổ tộc và Hoang cổ tông kia đi tìm Thanh Nhi, cha và đại ca á. Cái này cũng độc quá ấy chứ. Nguyễn Minh bỗng hỏi, Diệp thiếu, ta làm vậy, tiền bối váy trắng kia có tức giận không? Diệp Huyên cười nói, không đâu. Nguyễn Minh nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Huyên nhìn Nguyễn Minh hỏi, tiền bối, họ đã đi tìm thật rồi à? Nguyễn Minh gật đầu, theo người của ta báo lại thì họ đã bắt đầu dốc hết sức lực đi tìm ba người tiền bối váy trắng, cũng không biết là tìm được chưa. Diệp Huyên im lặng một lát rồi như nhớ đến cái gì, sắc mặt chợt thay đổi, không xong, nếu họ không tìm thấy thì chắc chắn sẽ đến tìm ta. Nguyễn Minh nghe thế, mặt mày cũng hơi biến sắc, hình như là vậy. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, một cao thủ huyễn tộc bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ta hơi khom mình rồi nói, tộc trưởng, Diệp Thiếu, tộc trưởng Đại La cổ tộc và tông chủ Hoang cổ tông kia đang chạy đến đây. Diệp Huyên nghe vậy lập tức xa sầm nét mặt. Nguyễn Minh híp mắt lại hỏi, bọn họ đang chạy đến đây. Tên cao thủ huyễn tộc kia gật đầu đáp, đúng vậy. Nguyễn Minh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, mục tiêu của họ là cậu, bọn ta sẽ bảo vệ cậu rời đi, cậu. Diệp Huyên lại bỗng cười hỏi, đi đâu? Nguyễn Minh im lặng. Đi đâu? Hoàn toàn không còn nơi nào khác để đi. Nguyễn Minh nặng nề nói, Diệp Thiếu, cậu đi trước đi, bọn ta sẽ ngăn họ lại. Diệp Huyên lắc đầu cười, huyễn tộc ông có thể lấy một địch hai hả? Nguyễn Minh đang định nói gì, Diệp Huyên lại cười, mục tiêu của họ là ta, nếu ta đi thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho các ông. Hắn nói xong bèn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đằng xa, ta chờ họ. Nguyễn Minh nhíu mày, chờ họ. Diệp Huyên cười, đúng vậy. Nguyễn Minh hơi khó hiểu, Diệp Thiếu, cậu. Đúng lúc này, chân trời đằng xa bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó từng luồng khí thế khủng bố chợt ập đến. Đến. Trong mắt Nguyễn Minh lóe lên vẻ lạnh lẽo, người đâu? Ông ta vừa nói xong, vô số cao thủ huyễn tộc lập tức xuất hiện đằng sau Nguyễn Minh. Còn Diệp Huyên lại chợt cười nói, Nguyễn Minh tiền bối, bảo tộc nhân ông đừng ra tay. Nguyễn Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Nếu đánh nhau thật thì ông ta chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Dù sao, cái ô dù mang tên Diệp Huyên này, ông ta ôm chắc rồi. Không ai có thể ngăn cản được hết. Đúng lúc này, không gian trên đầu mọi người chợt nứt ra, sau đó có hai người bước ra. Đó đúng là Hoang Cổ Hình tông chủ Hoang Cổ Tông và Đại La Thiên tộc trưởng Đại La Cổ Tộc. Ánh mắt Đại La Thiên lập tức rơi lên người Diệp Huyên, chắc, các hạ chính là Diệp công tử. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Đại La Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên hỏi, các hạ đang đợi chúng ta. Diệp Huyên gật đầu. Đại La Thiên nhìn Diệp Huyên, trong lòng dâng lên một chút đề phòng. Tên loài người trước mặt này rất có thể là đến từ nền văn minh cấp 7. Ông ta chưa từng gặp nền văn minh cấp 7, nhưng lại biết, người đi ra từ trong đó tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lúc này, Hoang Cổ Hình kia bỗng cười nói, Diệp công tử, người biết mục đích chuyến này của chúng ta mà đúng không? Diệp Huyên gật đầu, biết, các ngươi định dựa vào ta để tìm ba người kia, đúng không? Hoang Cổ Hình nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử sẽ giúp chúng ta chứ? Diệp Huyên nhìn ông ta, cười hỏi, nếu ta không giúp thì các ngươi sẽ làm gì? Hoang Cổ Hình cười nói, Diệp công tử cảm thấy chúng ta sẽ làm gì? Diệp Huyên im lặng. Đại La Thiên bỗng nói, Diệp công tử, chúng ta không muốn dùng sức mạnh, nhưng cũng hy vọng ngươi phối hợp.
Chỉ cần Diệp công tử chịu phối hợp thì chúng ta sẽ không làm tổn thương đến ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, hai vị, thứ ta nói thẳng, có lẽ các người không phải đối thủ của ba người họ đâu. Hắn nói đến đây bèn dừng một chút rồi nói tiếp, tuy ba người họ đều bị thương nặng, mà thực lực còn bị áp chết. Song, đó cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Bản thân bị thương nặng. Thực lực bị áp chế. Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều hơi hơi phấn khích. Bấy giờ, Đại La Thiên lại hỏi, Diệp công tử, người nó họ bị thương nặng thì có thể kể rõ hơn được không? Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ giống ta, cũng là trốn tới. Mà trong quá trình chạy trốn, họ bị một cao thủ đỉnh cấp bên trên đánh bị thương nặng vì đã trộm một vài thần vật của thế lực đỉnh cấp kia. Hoang Cổ Hình bỗng hỏi, thần vật gì thế? Diệp Huyên liếc Hoang Cổ Hình rồi nói, cái khác thì ta không biết, chỉ biết trong tay người đàn ông áo xanh kia có một kiện thần vật đỉnh cấp. Nó có thể trực tiếp xóa sổ thời không tầng 8, chẳng những thế, kiện thần vật ấy còn có thể thay đổi bản chất của sinh mệnh. Đại La Thiên híp mắt lại, bản chất của sinh mệnh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, trên thời không chính là sinh mệnh. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Đại La Thiên rồi nói, ta nghĩ chắc các hạ cũng đã tiếp xúc với sinh mệnh chi đạo. Nhưng, cũng không biết nhiều lắm. Đại La Thiên gật đầu, quả thật không nhiều lắm. Diệp Huyên nói, trong tay người đàn ông áo xanh đó còn có một vài thần vật đỉnh cấp chẳng hạn như một kiện thánh môn. Nếu tiến vào cánh cửa ấy, có thể nặn thành thánh thể. Một khi thành thánh thể thì có thể vượt qua thời không chi đạo, không cần đếm xỉa đến áp lực, vực sâu và hố đen thời không. Đám Đại La Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên thấy cảnh ấy, lại nói, người đàn ông áo xanh đó cũng bị thương rất nặng. Đại La Thiên nhìn Diệp Huyên hỏi, nặng đến mức nào? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, thực lực bây giờ của y còn chưa tới 3 phần 10 khi ở thời kỳ đỉnh cao. Nên hoàn toàn không thể sử dụng kiện thần vật trong tay. Hoang Cổ Hình bên cạnh bỗng hỏi, sao chúng ta có thể tin tưởng lời ngươi nói? Diệp Huyên ngó Hoang Cổ Hình, mở tay ra. Kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Đại La Thiên, các hạ hãy nhìn thanh kiếm này. Đại La Thiên nhìn thoáng qua Kiếm Thanh Huyên, sau đó, sắc mặt ông ta lập tức trở nên nghiêm túc, đây là... Diệp Huyên nhìn Đại La Thiên, đây là vật mà lúc trước người đàn ông áo xanh kia chạy trốn bị rớt xuống, sau đó bị ta nhặt của hời. Mà trên người y, thần vật kiểu này chỉ là tầng chót, y vẫn còn có trên 100 kiện thần vật đỉnh cấp. Bất cứ một kiện nào cũng đủ để thay đổi số mệnh. Còn giờ, y đã vô cùng suy yếu, đúng là thời cơ tốt nhất để xử y. Một khi để cho vết thương của y lành lại thì, các ngươi cũng hiểu rồi đó. Hắn nói đến đây bèn không nói thêm gì nữa. Bị thương nặng. Nghe thấy lời ấy của Diệp Huyên, Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình liếc nhìn nhau, sau đó không chút do đều đưa ra quyết định. Cơ hội ngàn năm có một. Đáng để liều mạng. Đúng lúc này. Tổ tiên thú linh tộc Nha Yêu bỗng nói, ta cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình nghe vậy nhìn về phía Nha Yêu, lão ta nhìn Diệp Huyên cười hỏi, Diệp công tử, tại sao ta lại cảm thấy ngươi đang đào hố cho chúng ta, cố ý khiến bọn ta đi tìm người đàn ông áo xanh kia vậy nhỉ? Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình cũng nhìn Diệp Huyên cười nói, thật không dám giấu, ta cũng định hợp tác với các người. Bởi vì ta cũng muốn có được thần vật trên người người đàn ông áo xanh kia. Có điều, ta biết rõ, với thực lực của một mình ta là hoàn toàn không đủ. Thế nên, ta muốn hợp tác với mấy người. Nha Yêu nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, có 3 điều đáng ngờ. Đầu tiên, theo ta biết thì loài người các ngươi là do thần nhân tộc sáng tạo ra. Mà thần nhân tộc chỉ là nền văn minh cấp 3, còn ngươi lại nói là đến từ nền văn minh cấp 7 với 3 người kia. Điểm ấy có vẻ sai sai. Thứ hai, người nói 3 người đàn ông áo xanh đi vào mảnh vũ trụ này bị áp chế thực lực, ta muốn hỏi một chút, họ bị áp chết như thế nào? Lại bị cái gì áp chế? Thứ ba, tại Diệp công tử đến từ nền văn minh cấp 7 lại yếu như vậy? Chỉ mới thập đoạn, hợp lý sao? Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình nghe thấy lời đó của Nha Yêu thì đều nhíu mày. Giờ phút này, đầu óc họ cũng tỉnh táo lại hơn rất nhiều. Các cao thủ có mặt ở hiện trường cũng nhìn về phía Diệp Huyên đợi hắn giải thích. Diệp Huyên lắc đầu cười, buồn cười. Đúng là buồn cười,
một con kiến nho nhỏ lại dùng sự hiểu biết của mình để đánh giá nền văn minh cấp 7. Ngươi không thấy buồn cười hả? Hắn nói xong, chợt suy nghĩ một cái, kiếm thanh huyên trong tay Đại La Thiên đã bay đến trước mặt Nhai Yêu, các hạ, nào, ngươi nhìn thanh kiếm này xem. Sau đó, mời ngươi giải thích thời không chi đạo ẩn chứa trong nó thử xem. Nhai Yêu liếc kiếm thanh huyên trước mặt, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên lại hơi suy nghĩ, kiếm thanh huyên đã trực tiếp tiến vào thời không tầng 7. Chẳng những vậy, chính hắn cũng đi theo nó đi vào bên trong. Các cao thủ có mặt ở hiện trường thấy cảnh đó đều trở nên nghiêm túc. Cao thủ thập đoạn tiến vào thời không tầng 7. Đùa gì thế? Lúc này, Diệp Huyên bỗng chủ động tiến vào vực sâu thời không trong thời không tầng 7. Mà sau khi hắn đi vào lại chẳng hề hấn gì. Vẻ mặt của Đại La cổ tộc và Hoang cổ tộc khi nhìn thấy cảnh ấy đều trở nên hơi khó coi. Người này trực tiếp làm lơ vực sâu thời không. Sắc mặt của Nhai Yêu cũng vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì giờ, ngay cả thời không tầng 7 lão ta cũng không tiến vào được chứ đừng nói là vực sâu thời không của nó. Lúc này, Diệp Huyên lại trở về. Hắn nhìn Nhai Yêu cười nói, các hạ, có thể giải thích một chút tại sao ta lại miễn dịch được với vực sâu thời không không? Sắc mặt Nhai Yêu có chút khó coi. Bấy giờ, Đại La Thiên lại đột nhiên hỏi, Diệp công tử muốn hợp tác với chúng ta. Diệp Huyên dòm Đại La Thiên nói, ta có một điều kiện. Đại La Thiên nhìn Diệp Huyên hỏi, điều kiện gì? Diệp Huyên cười đáp, trên người người đàn ông áo xanh kia có dẫn theo một tên nhóc màu trắng, ta muốn nó. Tiểu Tháp. Hoang cổ hình bỗng hỏi, nó, Linh Sủng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể xem là thế. Hoang cổ hình nhìn Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, Đại La Thiên bỗng dưng nói, ta đồng ý với ngươi. Diệp Huyên nhìn Đại La Thiên, ngươi thể đi. Đại La Thiên nghe vậy chẳng những không tức giận, còn nở nụ cười. Bởi vì Diệp Huyên càng như thế, càng chứng minh đối phương muốn giúp họ tìm được người đàn ông áo xanh kia. Đại La Thiên nói, ta thề, nếu giết được người đàn ông áo xanh kia thì linh sủng trên người y sẽ thuộc về ngươi. Diệp Huyên gật đầu, hợp tác vui vẻ. Đại La Thiên cũng nhìn Diệp Huyên nói, hợp tác vui vẻ. Bấy giờ, Hoang cổ hình bên cạnh cũng nói, dẫn bọn ta đi tìm y đi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, tiểu tháp, đến lượt ngươi thể hiện rồi. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người muốn dẫn họ đi giết chủ nhân thật hả? Người cần phải nghĩ kỹ đó. Với thực lực hiện nay của chúng ta, muốn giết chủ nhân thì e rằng hơi khó. Trừ khi gọi thiên mệnh tỷ tỷ đến nữa. Diệp Huyên đen mặt, tiểu tháp, rốt cuộc là ai đã cho ngươi can đảm để ngươi bay lên đến trình độ này thế? Tiểu tháp hừ lạnh nói, tiểu tháp, ngươi đừng coi nhẹ ta chính là từng bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo đấy. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ nó! Hóa ra là Thanh Nhi cho ngươi cái can đảm đó. Diệp Huyên lắc đầu, tiểu tháp, ngươi có thể cảm nhận được cha đang ở đâu không? Tiểu tháp im lặng một lát rồi đáp, ta không liên lạc được với chủ nhân. Diệp Huyên nhíu mày, bấy giờ tiểu tháp lại nói, nhưng mà, ta có cách tìm được chủ nhân. Diệp Huyên vội hỏi, cách gì? Tiểu tháp nói, tiểu Linh Nhi, cô bé có thể liên lạc với tiểu Bạch. Diệp Huyên nghe vậy ngây người, mình ngốc ghê, vậy mà lại quên tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi chính là đang ở trong tiểu tháp. Diệp Huyên vội vàng liên lạc với tiểu Linh Nhi. Giờ cô bé đang gieo trồng một lượng lớn linh quả. Hằng ngày, cô bé đều thích làm việc này. Diệp Huyên nhìn về phía Đại La Thiên nói, đợi một chút. Hắn nói xong bèn tiến vào tiểu tháp. Sau khi Diệp Huyên biến mất khỏi tại chỗ, Đại La Thiên bèn cau mày. Lúc này, Hoang cổ hình bỗng nhiên truyền âm đến, lời nói của tên kia không thể tin hết được. Đại La Thiên gật đầu, đương nhiên. Chỉ cần hắn giúp chúng ta tìm được người đàn ông áo xanh kia, đến lúc đó. Ông ta nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lão. Hoang cổ hình hiểu ý, lập tức gật đầu. Một khi tìm được đám người đàn ông áo xanh kia, tất nhiên là Diệp Huyên cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại xuất hiện. Hắn nhìn Đại La Thiên và Hoang cổ hình nói, đi theo ta. Hắn nói xong bèn ngừng lại một lát rồi nói, để đề phòng thì mong hai vị hãy dẫn theo toàn bộ cao thủ trong tộc.
Đại La Thiên gật đầu, tất nhiên rồi. Diệp Huyên gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Huyễn Minh, cười nói, tộc trưởng Huyễn Minh, chúng ta không thể hợp tác tiếp rồi. Huyễn Minh giả vờ lộ ra vẻ mặt khó coi. Diệp Huyên lại ngó Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình, hai vị, mời đi theo ta. Hắn nói xong bèn ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất trong tinh không. Đại La Thiên im lặng một lát rồi nói, đi. Ông ta nói xong bèn dẫn toàn bộ cao thủ của Đại La cổ tộc đi theo, Hoang Cổ Hình cũng vội vàng dẫn theo cao thủ tộc mình theo sau. Còn nhai yêu kia lại nhíu chặt mày, lão ta có vẻ rất bình tĩnh, trực giác nói cho lão ta biết chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng lão ta lại không cách nào ngăn cản Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình, vì nhai yêu biết, hai người kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nền văn minh cấp 7 đó. Đến tận giờ, họ vẫn chưa từng nhìn thấy nền văn minh cấp 7 và nó cũng là mục tiêu cả đời của họ. Giờ, có cơ hội thì đương nhiên họ sẽ phải nắm chắc lấy. Đúng lúc này, Huyễn Minh bên cạnh bỗng nói, tại sao ngươi lại không đi theo họ, mà muốn ở đây suy nghĩ. Nhai yêu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lão ta nhìn về phía Huyễn Minh, đang định nói chuyện thì khóe miệng Huyễn Minh đang hằn lên vẻ dữ tợn, thù diệt tộc, không đội trời chung. Ngươi tính thứ gì? Ông ta vừa nói xong lập tức đập một chưởng xuống. Nhai yêu kia còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị đánh vào vực sâu thời không. Bên trong vực sâu thời không, nhai yêu điên cuồng rớt xuống, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lão ta cũng không phải là Diệp Huyên, có thể mặc kệ nó. Mà giờ các cao thủ của Hoàng Cổ Tông đã rời đi, hoàn toàn chẳng có ai để ý đến lão ta. Tuyệt vọng. Bên trong vực sâu thời, nhai yêu hoàn toàn tuyệt vọng. Huyễn Minh lạnh lùng liếc nhìn nhai yêu, thứ gì, còn không bằng một nửa chỉ số thông minh của Diệp thiếu nữa, vậy mà dám tuyên bố muốn báo thù. Ông ta nói xong bèn dẫn theo các tộc nhân xoay người rời đi. Chỉ một lát sau, nhai yêu kia đã bị tiêu diệt. Trong tinh không vô tận, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, cách đó không xa bên cạnh hắn là Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình. Lúc này, Hoang Cổ Hình bỗng nói, Diệp công tử, có thể nói về hai người khác cạnh người đàn ông áo xanh không? Chúng ta muốn biết thêm về họ. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, người đàn ông áo xanh kia vô cùng mặt dày, cực kỳ vô liêm sỉ, nhưng lại rất bỉ ổi. Nếu gặp được thì tuyệt đối phải cẩn thận vì y thật sự hết sức mặt dày mày dạn. Tiểu tháp. Hoang Cổ Hình nhìn Diệp Huyên nói, cái chúng ta muốn biết là thực lực của y. Diệp Huyên nói, thực ra, thực lực của y cũng không có khủng bố lắm. Thứ đáng sợ nhất vẫn là da mặt y, cách làm việc của người này cực kỳ không biết xấu hổ. Nếu gặp được, tuyệt đối phải cẩn thận. Đại La Thiên liếc Diệp Huyên, vô cùng mặt dày. Diệp Huyên nghiêm túc nói như thật, cực kỳ vô liêm sỉ. Đại La Thiên cười nói, bản thân ta cũng có chút tò mò rồi đó. Diệp Huyên đang định nói gì thì Hoang Cổ Hình lại hỏi, giờ người đàn ông áo xanh kia đang ở đâu? Diệp Huyên nhìn về tinh không đằng xa, khẽ nói, cụ thể thì ta cũng không biết, song, ta có thể tìm được y. Hoang Cổ Hình nhìn thoáng qua Diệp Huyên rồi không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên bỗng dưng đẩy nhanh tốc độ. Khoảng một ngày sau, đám người Diệp Huyên đã đi tới một tinh vực không biết tên. Mảnh tinh vực này đã cách Đại La cổ giới rất xa. Giờ đây, trong mắt Đại La Thiên chợt hiện lên vẻ đề phòng, Diệp công tử, chỗ này là... Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Đại La Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, không biết. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, khẽ nói, sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Đại La Thiên đang định nói gì, bấy giờ giọng nói của Hoang Cổ Hình chợt vang lên trong đầu ông ta, cẩn thận một chút. Đại La Thiên gật đầu. Lúc này, Diệp Huyên ngự kiếm biến mất ở phía chân trời. Đại La Thiên ngó Diệp Huyên ở đằng xa nói, đi. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên bỗng phấn khích nói, mọi người, ta đã cảm nhận được khí tức của y. Hắn nói xong bỗng đẩy nhanh tốc độ. Đại La Thiên đằng sau bỗng híp mắt lại, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta nói xong bèn dẫn theo Đại La cổ tộc theo sau. Hoang Cổ Hình cũng vội vàng dẫn cao thủ trong tông theo sát phía sau. Hai tiếng sau, Diệp Huyên bỗng ngừng lại nhìn về phía xa, vui vẻ nói, tìm được rồi. Nơi tinh không đằng xa có hai tên kiếm tu.
một người mặc trường bào màu xanh, người kia lại mặc trường bào màu trắng. Giờ phút này, khóe miệng Đại La Thiên chợt gợi lên một nụ cười, vung tay lên, ngăn hai tên kiếm tu kia lại. Ông ta vừa nói xong, các cao thủ Đại La cổ tộc đằng sau lập tức xông ra. Chẳng mấy chốc, hai tên kiếm tu đằng xa đã bị bao vây. Ngây người. Lúc này, cả kiếm tu và người đàn ông áo xanh đều có vẻ ngây ra. Sao tự dưng lại bị bao vây thế này? Lúc này, người đàn ông áo xanh quay lại nhìn về Diệp Huyên ở phía xa. Lúc y nhìn thấy Diệp Huyên thì vẻ mặt của y liền tối sầm, tên nghịch tử này. Diệp Huyên. Kiếm tu liếc nhìn Diệp Huyên rồi mỉm cười, ông ta vẫn có chút cảm tình với Diệp Huyên, tên nhóc này hợp gu với ông ta. Lúc này, Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình xuất hiện trước mặt người đàn ông áo xanh, Đại La Thiên nhìn người đàn ông áo xanh chằm chằm rồi nói, ra đây. Ông ta vừa mới dứt lời thì liền có hai ông già xuất hiện phía sau người đàn ông áo xanh và kiếm tu. Không ngờ cả hai đều là cao thủ thập thất đoạn, ánh mắt của họ đều hướng về phía người đàn ông áo xanh, dồn hết thần thức lên người y, chỉ cần người đàn ông áo xanh có bất cứ hành động bất thường nào thì bọn họ sẽ lập tức ra tay ngay. Hoang Cổ Hình ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì ánh mắt đầy vẻ thắc mắc, hai ông già này đều là trưởng lão thái thượng của Đại La cổ tộc và đã bế quan mấy chục vạn năm rồi, không ngờ tên Đại La Thiên này lại triệu hồi bọn họ đến đây. Thế này thì chịu chơi thật. Lúc này, Đại La Thiên đột nhiên lên tiếng, hành động. Trực tiếp hành động. Ra tay trước sẽ giành được lợi thế. Đại La Thiên vừa dứt lời thì liền nắm chặt tay phải lại, sau đó đấm ra một đấm. Nắm đấm đó nhằm thẳng về hướng đầu của thanh niên áo xanh. Nắm đấm mang theo sức mạnh cực lớn khiến tinh không xung quanh đều sôi sục. Người đàn ông áo xanh hơi chau mày, nói, ngươi là cái thá gì? Y vừa dứt lời thì liền giật nhẹ ngón tay cái. Vù! Một luồng kiếm quang vút qua, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm đã đâm ngay vào giữa trán Đại La Thiên. Ngay lập tức, không khí tại đó liền trở nên yên lặng. Giết chết chỉ trong tích tắc. Tên Đại La Thiên đó là cao thủ thập thất đoạn đấy. Vậy là bị giết trong tích tắc rồi sao? Tất cả các cao thủ đều mắt chữ A mồm chữ O. Còn tên Đại La Thiên đó thì tròn mắt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Ta là ai? Ta bị gì thế này? Lúc này, đầu óc Đại La Thiên trống rỗng. Hoang Cổ Hình ở bên cạnh định thần lại, ông ta nhìn sang Diệp Huyền, giận dữ hét lên, loài người kia, người dám lừa bọn ta, vốn dĩ ngươi không hề bị trọng thương. Diệp Huyền chớp mắt, nói ta xin lỗi ngươi, xin lỗi, ta đã nói dối. Hoang Cổ Hình nghe thấy những lời đó thì tức đến muốn nổ phổi, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, sau đó nhìn sang người đàn ông áo xanh đó, sau đó nữa thì khẽ hành lễ và nói, các hạ, chuyện này chỉ là hiểu lầm lớn. Ông ta vừa nói vừa chỉ về phía Diệp Huyên, đều là do tên này nói mình bị thương nặng, sau đó thì bảo bọn ta liên thủ giết các hạ. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, nó là con trai ta. Hoang Cổ Hình đơ người. Diệp Huyên nhìn sang Hoang Cổ Hình, nói, ngươi đang muốn chia rẽ cha con ta sao? Hoang Cổ Hình quay đầu bỏ chạy. Cha con hả? Ông ta đã biết bọn hắn đã bị lừa. Chính vào lúc này, bỗng dưng có một thanh kiếm xuyên qua giữa trán ông ta. Bù! Cơ thể Hoang Cổ Hình đơ cứng, sau đó, cơ thể và linh hồn dần dần biến mất. Lúc này, các cao thủ ở xung quanh cũng đã định thần lại, đua nhau bỏ chạy. Người đàn ông áo xanh bỗng rút kiếm quét một phát. Vù, vù, vù. Chớp mắt, mấy vạn cái đầu văng ra, máu tươi bắn khắp tinh không như vòi phun nước, vô cùng máu me. Trong đó bao gồm cả hai cao thủ siêu cấp thập thất đạo ẩn. Chỉ với một kiếm, Đại La cổ tộc đã bị diệt tộc, Hoang Cổ Tông cũng bị diệt tông. Đại La Thiên và Hoang Cổ Hình vẫn chưa chết hẳn. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cả hai đều ngây ra. Mấy người bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để nộp mạng sao? Đột nhiên, dường như Đại La Thiên nghĩ ra được điều gì đó, nhìn sang Diệp Huyên và nguyền rủa, loài người kia, ta nguyền rủa ngươi chết không yên thân. Lúc này, người đàn ông áo xanh ở bên cạnh bỗng lên tiếng, ngươi xem ta như không tồn tại sao? Đại La Thiên nhìn sang người đàn ông áo xanh,
đang định nói thì người đàn ông áo xanh đã xuất kiếm. Bù! Đại La Thiên bị tiêu diệt ngay lập tức. Mặt người đàn ông áo xanh không cảm xúc, y nói, nguyền rủa con trai ta hả? Thứ gì thế không biết? Y vừa nói vừa tiếp tục phung kiếm. Bù! Hoang cổ hình cũng bị tiêu diệt. Diệp Huyên đứng bên cạnh cười he he, vội vã nịnh, cha vô địch. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, y im lặng một lúc rồi nói, lần đầu tiên ta cảm thấy con ngầu thật sự. Không ngờ con lại dắt theo kẻ địch của mình tìm đến đây, đương nhiên, ta càng phục kẻ thù của con, không ngờ bọn họ lại cùng con đến tìm ta thật, sao IQ của kẻ thù của con đều thấp như vậy hả? Con có thể giải thích giúp ta được không? Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh than thở, nếu con cứ tiếp tục chơi kiểu này thì đến lúc nào mới có thể vượt qua được ba người bọn ta? Con nói thử xem, con có cơ hội vượt qua được ba người bọn ta không? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, con nỗ lực thử, chắc là vẫn còn hy vọng. Người đàn ông áo xanh giận dữ nhìn Diệp Huyên, nói con đang nói ra mặt đấy à? Nếu như là ra mặt thì con không cần cố gắng nữa, giờ con đã hơn bọn ta rồi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, chủ nhân, người nói như vậy thật khiến Tiểu Tháp ta đây không thể nghe thêm được nữa. Chẳng phải ra mặt của tiểu chủ được di truyền từ người sao? Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh xòe bàn tay ra, Tiểu Tháp xuất hiện trong lòng bàn tay y, y nhìn Tiểu Tháp, khẽ gật đầu rồi nói, lợi hại đấy, sau khi Tiểu Tháp này đi theo con thì cứ như thành một cái tháp khác vậy. Y đang nói thì đột nhiên lấy một cây roi ra, đánh thật mạnh. Ây dô! Tiểu Tháp rên la. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn Tiểu Tháp rồi lại đánh thêm một roi nữa. A! À, tiếng la thảm thiết vang lên, Tiểu Tháp bay thẳng về phía tận cùng của tinh không. Người đàn ông áo xanh nhìn sang Diệp Huyên, mặt Diệp Huyên hơi biến sắc, hắn vội vã nói cha, thật sự không phải con muốn dắt bọn họ đến tìm cha đâu, là bọn họ ép con dắt bọn họ đến tìm cha thôi. Người đàn ông áo xanh chỉ nhìn Diệp Huyên và không nói gì. Diệp Huyên bị nhìn như thế thì thấy hơi lo lắng. Trực giác mách bảo hắn, tình hình không ổn. Lúc này, người đàn ông áo xanh bỗng dưng nói, ta thấy con sống thảnh thơi quá rồi đấy. Mặt Diệp Huyên biến sắc, hắn vội nói cha, con bảo đảm sẽ không đến tìm cha nữa đâu, bây giờ con sẽ đưa Tiểu Tháp đi ngay. Hắn nói xong thì định chuồn đi. Nhưng lúc này, một luồng kiếm ý giữ chặt lấy hắn. Diệp Huyên cười đau khổ. Vội vã nhìn sang kiếm tu ở bên cạnh đại ca. Kiếm tu do dự một lúc rồi nói, ta không tiện nhúng tay vào chuyện của cha con hai người. Diệp Huyên. Lúc này Tiểu Tháp đang ở tận cùng của tinh không bỗng lên tiếng, tiểu chủ, gọi Thiên Mệnh tỷ tỷ đi. Mặt Diệp Huyên tối sầm, má, Tiểu Tháp, người có biết quan sát không hả? Ông đây sắp bị ngươi hại chết rồi. Đúng vậy. Khi người đàn ông áo xanh nghe Tiểu Tháp nói vậy thì vẻ mặt liền lạnh tanh, lập tức phung roi ra. Ở nơi tận cùng của tinh không, Tiểu Tháp lại hét lên thảm thiết, tiếng thét đó càng lúc càng xa. Diệp Huyên thấy thế thì chỉ lắc đầu. Tiểu Tháp à Tiểu Tháp, người giữ mồm giữ miệng chút đi. Người đàn ông áo xanh nhìn sang Diệp Huyên vội nói cha, con biết sai rồi, con thật sự đã biết sai rồi, kể từ hôm nay, con sẽ dựa vào bản thân mình, sẽ không. Im mồm. Bỗng nhiên, người đàn ông áo xanh nói, con tưởng ta sẽ tin mấy lời đó của con sao? Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn Diệp Huyên, im lặng một lúc rồi nói, ta đưa con đến nơi này. Diệp Huyên liền cảm thấy bất an, chỗ nào cơ? Người đàn ông áo xanh lạnh lùng nói, con đi rồi sẽ biết, đến đó chăm chỉ rèn luyện kiếm đạo của con. Đương nhiên, để tránh việc con lại gây chuyện, ta phải phong ấn kiếm của con. Y vừa nói xong thì xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên liền rơi vào tay y. Lúc này kiếm Thanh Huyên vẫn chưa đột phá hoàn toàn. Tay phải của người đàn ông áo xanh khẽ dùng lực. Ù! Kiếm Thanh Huyên phát ra âm thanh, một luồng khí tức cực mạnh từ trong thân kiếm trào ra, thời không xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Đến cả thời không tầng 8 cũng biến thành hư ảo. Đột phá rồi! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.